pháp của Đức Phật dạy rất nhiều, không phải có 37 phẩm trợ đạo như người ta đã kê ra và ghi chép lại trong những cái bài kinh của Phật. Điều đó nó có sự thiếu sót rất nhiều, chứ không phải đầy đủ. Nhưng dù sao chúng ta cũng lần lượt sẽ học hết những cái lời của Phật dạy để biết pháp nào thông hiểu, pháp nào dứt bỏ, pháp nào trao dồi và pháp nào tu tập. Rồi đây lần lượt thầy sẽ giảng hết các pháp mà Đức Phật đã dạy trong kinh Nguyên Thủy. Hiện giờ thầy đã kê ra một số tượng trưng để lấy đó làm đối tượng cho thân ta tu tập, cho thân ta tu tập. Nhưng trước khi học thân niệm pháp thì quý thầy cần phải nhớ, quý thầy có học bao nhiêu pháp của Phật mà không sống đúng ba hạnh ba đức, thì dù cho quý thầy có tu đến đâu cũng chẳng ích lợi gì cho chính bản thân của quý thầy và cho những người khác. Nhất là về hạnh độc cư, trong giáo án những phần trước thầy đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần về cái hạnh độc cư. Nhưng quý thầy tật nào vẫn tật nấy, vui thích và thích nói chuyện với nhau. Do thế mà thầy thấy rằng con đường của đạo Phật đối với sự độc cư rất là khó khăn khi một người chưa quyết tâm tu giải thoát. Vì thế tiến tới tu tập giới hành thì quý thầy phải sống độc cư đúng 100%. Hạnh độc cư rất là quan trọng cho con đường tu tập theo đạo Phật. Đức Phật đã hiểu rõ hạnh độc cư, bí quyết thành công con đường giải thoát của đạo, nên ngài có để lại cho chúng ta 42 bài kệ để nhắc nhở người sau tu hành phải thực hành hạnh độc cư cho rốt ráo thì mới mong đạt được mục đích phạm hạnh cao quý của đạo mà ngài đã khổ công tu tập để đem lại sự lợi ích cho chúng sanh sau này, chấm dứt được sự sanh tử luân hồi. Hiện nay cô Út đã sắp xếp cho các con mỗi người một vị trí an ổn yên tĩnh để sống độc cư cho được trọn vẹn, thực hiện nội tâm vắng lặng. Càng lúc càng đi sâu vào thiền định mới được, nếu không có giữ độc cư thì làm sao mà tu tập đi sâu vào thiền định. Vậy các con phải lắng tai nghe 42 bài kệ nhắc nhở của Đức Phật, sống hạnh độc cư giống như con tô giác ngọc sừng. 42 bài kệ này trong kinh tập trang 7 tựa đề bài kinh con tê ngu ngọc sừng. Bây giờ thầy đọc kệ và giảng giải cho các con rõ. Bài thứ nhất: đối với chúng hữu tình, từ bỏ gậy và trượng, chớ làm hại chúng sanh. Trong chúng hữu tình ấy, đừng thương nhớ vật gì, hãy sống riêng một mình như tê như một sừng. Đây cái câu thứ nhất. Đối với cái loài chúng sanh, cái loài hữu tình có cái sự sống chết, có cái sự đói khát, có cái sự cái tâm sân hận dữ tợn, giết hại lẫn nhau để tìm cái sống, thì tất cả những cái loài hữu tình này đối với chúng nó thì chúng ta không có nên dùng gậy, dùng dao, dùng lá, dùng những cái vật để
chúng ta cũng không nên làm hại chúng. Đối với tất cả những lời hữu tình ấy, chúng ta không nên nuôi dưỡng chúng. Vì tại sao? Vì gây cho chúng ta có những cái tình thương làm cho chúng ta mất được cơ. Khi chúng ta nuôi một con mèo, một con chó, một con vật gì đó, một con gà, hoặc là một con chim, hoặc là một con cá, tất cả những cái loài vật mà chúng ta được nuôi, nó đều gây cho chúng ta một cái cảm tình. Từ đó chúng ta không còn sống độc cư hả? Vì độc cư chúng ta thấy mình sống một mình, nhưng có như một con chim làm chúng ta cũng vui theo con chim đó mà mất độc cư. Vì vậy trong cái bài kể này, Phật dạy trong chúng hữu tình ấy, đừng thương nhớ vật gì, nghĩa là chúng ta không có nên thương nhớ con vật gì cả, cũng đừng nuôi dưỡng chúng. Vì nuôi dưỡng nó gây cái tình cảm của chúng ta đối với chúng mà chúng ta khó mà thực hiện con đường độc cư, hạnh độc cư được. Vì vậy mà Phật khuyên chúng ta hãy sống riêng một mình, đừng có con vật này con vật khác mà nuôi trong thất của mình. Đừng có cho con mèo, con chó, con vật gì mà nó quấn quýt theo mình, rồi nó làm cho mình mất cái hạnh độc cư. Phật bảo như chúng ta hãy giống như một con tê ngư ngọc sừng. Con tê ngư đây là một con trâu, một con trong nước. Nó có một cái sừng nở trên cái mũi của nó. Khi nó lớn lên, nó có một cái sừng rồi, thì nó đi sống riêng rẽ một mình nó không có sống chung trong bầy của nó nữa. Nghĩa là ai, con vật gì mà đến săn chiếm nó thì nó tự dùng dãy mà chiến đấu, chứ không cần đến cây đoàn của nó. Cho nên nó thường sống một mình, thường vui một mình, thường ở một mình, chẳng hề biết sợ ai, chẳng hề biết lo toan, chẳng hề biết nghĩ ngợi một cái điều gì, chẳng hề biết buồn vui một cái gì nữa. Vì vậy mà Phật dưới một người tu sĩ như chúng ta phải sống như con tê ngư ngọc sừng. Đó là bài thứ nhất. Tóm lại bài này, Đức Phật nói chúng ta đừng giết hại chúng sanh, nhưng cũng đừng thương xót chúng sanh. Vì thương xót làm chúng ta mất độc cư, vì giết hại thì làm ác, chúng ta có những hậu quả khó khăn trong bước đường tu tập khi chúng ta sống một mình. Vì vậy bài kệ thứ nhất này, đối với loài hữu tình, đối với tất cả chúng sanh, mà chúng ta chỉ nên xa lìa chúng mà không nên ở gần chúng, hoặc thương hoặc ghét, điều đó cũng làm chúng ta khổ đau. Cho nên chúng ta phải cố gắng giữ trọn hành độc cư, xa lìa tất cả mọi chúng sanh. Bài kệ thứ hai, con trai còn không nhớ, nói gì nhớ bạn bè, hãy sống riêng một mình như tê ngư ngọc sừng. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta, con của chúng ta, tức là Đức Phật ví như mình có một đứa con trai một mà mình còn không nhớ, huống hồ là mình nhớ đến những bạn bè thân hữu, hoặc bà con, hoặc người kia, hoặc là cha mẹ mình nữa. Cho nên Đức Phật dạy, khi mà tâm khởi nghĩ nhớ thương thì đó là mình chưa có sống độc cư được. Muốn chúng sống độc cư được thì chúng ta đừng có nghĩ nhớ đến cái người mà chúng ta thương nhất, đó là đứa con trai độc nhất của mình. Cũng như chúng ta chưa có con, chưa có cháu thì cái người mà thương nhất của chúng ta đó là cha mẹ mình. Vì vậy mà những người thương nhất mà chúng ta còn không nhớ, huống hồ là chúng ta nhớ bà con thân thuộc, hoặc là nhớ người này người kia, hoặc là bạn bè của chúng ta, chắc chắn là chúng ta không bao giờ nhớ. Mà không bao giờ nhớ tức là sống độc cư, còn nhớ, còn thương, còn tưởng, còn nghĩ đến con cái, vợ con, thì đó là chúng ta chưa sống độc cư. Cho nên ở đây Đức Phật đem đến câu kệ này, ngày ngồi lại một lần mà nhớ người này nhớ người kia thì tức là chưa sống độc cư. Cho nên Phật thế gian ra khỏi cái nhà thế gian để đi tìm con đường giải thoát. Do đó mà cái câu cái câu kệ thứ tư Phật nói khổ này mới nảy sanh từ cái chỗ mà thân cận giao thiệp đó.
thì cái tình thương ghét giận hờn nó mới nổi lên. Khổ giận hờn thương ghét thì nó cũng khổ, thương cũng khổ, cho nên khổ này mới do chỗ này mà nảy sinh ra. Người mà có trí á, người ta thấy cái đó, người ta biết được cái đó là nguy hiểm. Cho nên câu kệ thứ năm á, thì Phật nói, Phật dạy nhìn thấy những nguy hại, những cái điều mà thân cận giao thiệp này nó đem đến cho những cái sự nguy hại, làm cho con đường tu tập của chúng ta không tiến bộ và càng ngày càng thối chuyển. Do thân ái sanh khởi, vì cái sự thân ái mà nó khởi lên những cái thương ghét, làm cho chúng ta có những cái nguy hại trên bước đường tu tập, làm chúng ta khó khăn trên bước đường tu tập. Nhưng vì cái bản chất của con người á, là sợ cô đơn, sợ một mình, thích vui, vui thế gian, vui theo kiểu mà nói chuyện này chuyện kia. Cho nên các con nhìn thấy trong cái sự tu tập vừa qua trong 3 tháng hạ, các con từ xa xôi đến đây, đường cả ngàn dạng dặm, chứ không phải ít, từ miền Bắc vào miền Nam lẫn mà. Thế mà các con tránh không khỏi được cái sự nói chuyện, cái sự giao thiệp với nhau. Đến đây thì ngay từ cái lúc đầu thầy đã nhắc nhở độc cư, cái giới hạnh, cái giới nồng cốt của tu viện là phải độc cư. Thế mà các con giữ được có mấy bữa đầu à, sau đó thì hoàn toàn cho đến cuối hạ thì càng lại bung ra nói chuyện này chuyện nọ chuyện kia, đủ thứ hiềm khích, giận hờn phiền não đủ loại hết. Các con thấy chưa, cái bài kệ của Phật đã xác định cho rõ ràng để biết được cái sự tu đúng tu sai của chúng ta qua cái hành sống mà xác định được. Vì vậy mà các con đã thấy rõ là chúng ta đã có nỗi khổ, nỗi khổ đó làm cản trở con đường tu tập của chúng ta, tức là sự thân cận giao thiệp rộng rãi, bạn bè nhiều, giao thiệp rộng, người này người kia, Phật tử đông, là càng tu tập càng khó. Cho nên lời khuyên cuối cùng của Phật thì các thầy cũng như các con phải thấy rõ, hãy sống riêng một mình như tê giác một xung, nghĩa là thấy nó nguy hại, thấy nó sự nguy hiểm như vậy á, thì chúng ta cố gắng mà tập sống riêng một mình, đừng có làm thân, làm tình, làm tứ, đừng có giao thiệp nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Đến đây thầy rất là cấm cản quý thầy điều này rất nhiều. Bây giờ quý thầy đã thấy ông Phật đã hiểu biết sự nguy hiểm, sự nguy hại cho con đường tu tập, cho nên để ra đặt ra 42 cái bài kệ khuyên chúng ta cố gắng sống độc cư. Có sống độc cư được thì chúng ta mới thành tựu được đạo giải thoát. Không phải dễ, đạo giải thoát không thể dành riêng cho những người mà ham giao thịt thân cận người này người kia, vui sướng ở trong thế gian được. Đạo giải thoát của đạo Phật dành riêng cho những bậc sống một mình, độc bộ độc hành trên con đường này thì mới mong có ngày giải thoát, mới mong có ngày ra khỏi con đường sanh tử, chấm dứt luân hồi. Còn nếu mà chúng ta ham vui thế gian thì tốt hơn chúng ta đừng có xuất gia, chúng ta đừng có đi theo con đường của đạo Phật, mà hãy đi vào con đường của các tôn giáo khác, vì nó có sự vui, sự sung sướng. Còn ở con đường của đạo Phật phải sống một mình, phải sống cô đơn, phải sống độc cư, phải vui sướng ở trong thầm lặng, ở trong độc cư, phải vui sướng ở trong cái hạnh thầm lặng một mình, thầm lặng một mình. Đó thì quý thầy thấy cái bài kệ thứ ba mà Đức Phật xác định là do sự thân cận, giao thiệp rộng rãi mà cản trở con đường tu, mà đem đến sự đau khổ cho chúng ta, muôn ngàn thứ đau khổ do sự thân cận giao thiệp này. Câu kệ thứ hai thì Đức Phật nói rằng chúng ta sống độc cư như con tê giác, sống riêng một mình mà còn ngồi nhớ nghĩ, thương yêu gia đình, bạn bè, thân thuộc thế này thế khác, cha mẹ, thì cũng không phải sống độc cư. Rồi câu kệ thứ nhất thì Đức Phật dạy chúng ta đối với tất cả các loài hữu tình, tất cả các con vật thì không nên thương và cũng không nên ghét, mà cũng không nên làm hại chúng, mà cũng không nên ôm ấp thương yêu chúng. Sống gần chút nó cũng làm cho chúng ta không còn độc cư, vì phải bằng tâm chia sẻ tâm ra để lo lắng cho chúng bằng cách này bằng cách khác. Hoặc là
làm cho chúng ta tức giận, sân hận vì chúng mà phải dùng những cái gậy gộc hoặc là giết hại chúng hoặc là thế này thế khác. Cho nên câu kệ thứ nhất thì đối với chúng sanh, đối với loài vật thì chúng ta không nên gần gũi, không nên thương mà cũng không nên ghét, cũng không nên hại chúng. Để chúng ta sống trọn được hạnh độc cư, nếu chúng ta sống độc cư mà trong thất chúng ta có nuôi một con vật thì chúng ta chưa hẳn là độc cư. Dù là con vật gì chúng ta cũng chưa hẳn độc cư. Bây giờ đến bài kệ thứ tư, thầy xin đọc hết bài kệ thứ tư. Do lòng từ thương mến đối với bạn bè thân hữu, chuyện tu hành bỏ quên, tâm tư bị ràng buộc. Do thấy sự sợ hãi này, do thấy sợ hãi này, trong giao du mật thiết, hãy sống riêng một mình như tê ngu một rừng. Bây giờ thầy giải thích cái bài kệ này để cho quý thầy và các con hiểu cho rõ ràng. Bài thứ tư này Phật muốn nói do lòng từ thương mến, do cái lòng mà chúng ta thương mến cái người này, thương mến cái người kia, thương mến người nọ, đối với bạn bè thân hữu của mình, do cái lòng thương mến đó mà nó tạo cho chúng ta trên cái bước đường độc cư không có dễ dàng, để tạo cho chúng ta trên bước đường mà tu tập để hợp nhất tâm, để nhằm vào cái mục đích trở thành một cái lực lượng của nội tâm để dứt bỏ tham sân si, mạn nghi, tất cả những ngũ triền cái hoặc là thất kiết sử đang trói buộc chúng ta. Mà chúng ta bị những cái lòng thương, lòng ghét cái đối với bạn bè thân hữu, nó làm tâm chúng ta bị chi phối, chia chẻ ra. Do như vậy đó thì chúng ta dù có sống ở trong cái thất một mình nhưng tâm hồn chúng ta vẫn chia chẻ cho mọi người đó, thì coi đương nhiên chúng ta không phải sống một mình. Do đó những cái thời giờ mà để chúng ta ngồi thanh thản giữ tâm trong sáng thì trái lại thì chúng ta lại quên đi, lại bỏ quên đi cái chuyện tu tập đó đi. Hoặc là chúng ta tu tập tâm từ ban rãi với chúng sanh trên bước đường kinh hành, trên bước đường đi kinh hành, hoặc là trong những cái hành động làm của chúng ta hàng ngày, nơi thân của chúng ta, tránh khỏi sự gia chạm làm cho chúng sanh đau khổ do tâm từ của chúng ta. Phải tỉnh thức ở trong những cái tỉnh thức trong hành động của chúng ta hàng ngày. Thì chúng ta vì cái lòng từ thương mến bạn bè thân hữu đó thì chúng ta lại quên đi, lại quên đi cái sự tu tập của chúng ta. Bởi vì đạo Phật tu nhiều lắm, nhiều cái thứ định để mà tu, chứ không phải có một cái thứ định mà tới giờ rồi ngồi thiền tập luyện đơn thuần như người ta nghĩ. Mà ở đây Phật phải tu nhiều cách, nhiều thức để chúng ta từ cái tỉnh thức này, từ cái giữ tâm thanh thản này, từ cái định hiện tại an lạc trú này, từ cái định niệm hơi thở này, từ cái định vô lậu này, từ cái hạnh thiểu dục tri túc này, từ cái phần hộ sáu căn này, tất cả mọi chúng ta đều tu tập liên tục, không có dám kẽ hở nào hết. Bước ra một bước đi hoặc là nói một lời nói, một hành động, đều là chúng ta phải tỉnh thức, phải cẩn thận, phải cảnh giác rất lớn đối với cái hành động của thân khẩu ý của chúng ta. Do như vậy mà chúng ta đâu còn cái thời gian nào mà ngồi đó mà nhớ mà thương bạn bè thân hữu hoặc là thế này thế khác. Cho nên nếu mà chúng ta còn có cái lòng nghĩ nhớ cái này cái kia, lo lắng chuyện đói chuyện này kia nọ, thì tức là chúng ta chuyện tu hành chúng ta bỏ quên. Cho nên câu 3 của bài kệ tư này thì Đức Phật đã nói chuyện tu hành bỏ quên, nghĩa là chúng ta còn một cái tâm nào mà thương yêu, cái lòng thương yêu thương mến đối với bạn bè thân hữu, nhớ lại người này người nọ người kia, thì cái chuyện tu hành chúng ta đã bỏ quên rồi. Và cũng vì cái lòng thương yêu đối với bạn bè thân hữu, đối với cha mẹ anh em, đối với vợ con, tất cả mọi cái đó, thì lúc bây giờ tâm tư ta bị ràng buộc. Cho nên câu kệ thứ tư thì Phật nói tâm tư bị ràng buộc, bị trói buộc, bị siết chặt. Cho nên trong cái kiết sử thì ái kiết sử, cái ái kiết sử nó ràng buộc, nó trói buộc cái tâm của quý vị, cái tâm của các vị rất là khó mà bứt ra được. Vì nếu mà người mà không thấy nó, không sợ hãi nó, thì con đường mà tu tập giữ cái hành độc cư không bao giờ được.
cho nên thấy nó sợ hãi, thấy nó thấy được cái sự ràng buộc, cái sự trói buộc, cái sự tu tập không có tiến bộ, thì quý thầy và các con phải sợ hãi trong cái vấn đề giao du mật thiết. Giao du mật thiết với bạn bè, với người này người kia người nọ, rồi làm quen, rồi giao thiệp rộng rãi đó, thì phải sợ hãi cái hành động đó. Cái hành động đó sẽ đưa đi đến chúng ta tu tập rất khó. Cho nên chúng ta không giao du, không có giao thiệp với người này người kia, không có giao thiệp rộng rãi với ai, chúng ta cắt đứt. Muốn đi tu con đường giải thoát này, chúng ta đoạn dứt, không có tình cảm với một cái người nào nữa hết. Có như vậy thì chúng ta mới thấy được cái sự tu tập của chúng ta mới có ngày, mới có tiến bộ được. Còn nếu không thì có làm sao mà chúng ta có thể giải thoát được. Hằng ngày cứ lo giao du bạn bè, lý luận cái này luận kia, bàn cái chuyện nọ chuyện khác, nói chuyện đủ thứ, thì tôi hỏi làm sao tu hành đi đến nơi đến chốn được. Cho nên người tu hành phải sợ hãi những cái việc mà giao du mật thiết thì mới có thể sống một mình mới được. Cho nên Phật khuyên hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Đó, thì cái bài kệ này nó có một cái ý nghĩa là rất là sâu sắc, để mà chúng ta giữ gìn cho trọn vẹn hành độc cư mà không bị sự ràng buộc của bạn bè thân hữu, của sự giao thiệp rộng rãi. Cho nên bài kệ 3 và bài kệ 4 này để chỉ cho chúng ta biết rằng sự giao thiệp, sự rộng rãi giao thiệp đó, cái sự mà giao du mật thiết với nhau đó, thì là cái tai hại cho con đường tu tập theo đạo Phật. Cho nên thấy những sự giao du mật thiết, những cái sự giao thiệp rộng rãi thì chúng ta sợ lắm, sợ người tu mà biết thì chúng ta sợ hãi lắm. Đó là một con đường đưa đi đến cái chỗ sa đọa, cái chỗ khổ đau, cái chỗ ràng buộc, cái chỗ trói buộc, nó không bao giờ được giải thoát đâu. Cho nên ở đây cái bài kệ 4 á, chúng ta phải thấy được một cái sự sâu sắc mà Đức Phật đã dạy chúng ta, cái mục đích mà chúng ta đã đạt được, thì chúng ta không có giữ gìn được cái hạnh này, cái hạnh độc cư này, thì khó mà chúng ta có thể đạt được cái mục đích cao siêu của đạo Phật được. Bây giờ thầy đọc lại cái bài kệ để cho quý thầy, bài kệ thứ 4 để cho quý thầy, các con hãy suy ngẫm mà cố gắng giữ gìn hạnh độc cư. Do lòng từ thương mến đối với bạn bè thân hữu, chuyện tu hành bỏ quên, tâm tư bị ràng buộc, do thấy sợ hãi này trong giao du mật thiết, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Bây giờ đến bài kệ thứ 5. Ai nhớ nghĩ chờ mong đối với con và vợ, người ấy bị buộc ràng như cành tre rậm rạp, còn các ngọn tre cao nào có gì buộc ràng, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Bài kệ thứ 5 á, thì Phật nhắc nhở ai nhớ nghĩ chờ mong đối với con và vợ, người ấy bị buộc ràng. Ba cái câu kệ đầu á, nếu mà chúng ta vào đây mà chúng ta ngồi tu hành hoặc là một nơi nào đó để quyết tâm đi theo con đường giải thoát của đạo Phật, mà còn nhớ còn mong đến con đến vợ, thì đương nhiên cái người tu sĩ ấy đã bị buộc ràng, đã sống không có độc cư được rồi. Phật ví dụ như cành tre rậm rạp, như những cái cành tre ở dưới gốc tre nó rậm rạp, nó bị bao nhiêu sự trói buộc, nó không có thảnh thơi, nó không có còn có giải thoát được, nó bị trói buộc bởi những cành tre khác, bởi những cái cây tre khác. Còn các ngọn tre cao, những cái ngọn tre mà nó giọt lên cao vút lên trên đó, thì nó không có bị cái sự ràng buộc bởi ở dưới những cái gốc tre đó. Thì như vậy là Đức Phật ví dụ mình muốn mà vượt thoát ra khỏi cái sự mà cái tình đời, cái con đường của thế gian, nó đang bị những kiết sử ràng buộc rất là chặt chẽ, rất là chặt chẽ. Cho nên chúng ta muốn vượt thoát ra cũng như những cái ngọn tre nó giọt lên cho cao hơn tất cả những ngọn tre khác, thì nó không còn bị ràng buộc, nó không còn bị buộc ràng nữa. Đó, thì như vậy là nó vượt lên trên cao hết á, thì tức là nó sống riêng một mình như con tê ngưu một sừng.
thì quý thầy thấy rõ, khi mà chúng ta là mọi người đang sống ở trong cái thế gian này, mà chúng ta sống độc cư được là như ngọn tre mà cao vuốt lên, vượt ra khỏi cái bụi tre, cái gốc tre. Cho nên chúng ta không còn bị rạc buồn, buộc ràng bởi những cái gai, cái những cành tre nhỏ, những cái nhăn nhện của cái lại tre, nó bao bọc cái gốc tre. Chúng ta giọt lên trên, chúng ta cao vút lên hết. Thì cái người mà sống được độc cư là cái người giọt lên, cái người cao vút lên. Còn cái người sống mà không được độc cư, sống không riêng một mình, người đó đang bị trói buộc, bị ràng buộc, không có vượt thoát được. Nói đây, ở cái bài kệ thứ năm này, Đức Phật ví dụ cho chúng ta thấy rằng một con người muốn sống độc cư là con người vượt lên trên, chứ không phải là con người trốn đời. Con người tránh cái sự đời, mà cái người vượt lên những cái sự trói buộc, những cái sự mà vui thích của thế gian, cái sự mà vui giả tạo của thế gian, vui đó rồi khổ đó. Cho nên khi mà nhớ mong mà con với vợ thì tức là bị ràng buộc, mà bị ràng buộc thì tức là bị nó trói buộc. Chúng ta phải nhìn con và vợ là một cái nhân quả để mà chúng ta vay nợ ở tiền kiếp mà bây giờ chúng ta phải trả. Mà chúng ta đã vượt lên trên, cho khỏi lên, thì tức là chúng ta đã thoát ra khỏi sự ràng buộc đó. Còn nếu mà chúng ta không có vượt thoát ra thì chúng ta sẽ bị vợ và con trói buộc rất chặt, không thể nào mà thoát. Mặc dù thân chúng ta thoát nhưng tâm hồn chúng ta vẫn bị chúng trói buộc. Thì như vậy chúng ta cũng chưa hẳn đã độc cư. Hiện giờ thân chúng ta ngồi trong thớt, không nói chuyện với ai, nhưng tâm hồn chúng ta nghĩ nhớ chờ mong, thương con nhớ vợ. Thì cái điều đó là cái tâm không, cái thân không bị trói buộc, nhưng cái tâm vẫn bị những cái kiết sự đó trói buộc chúng ta, cái ái kiết sự đó trói buộc chúng ta rất chặt. Vì vậy mà chúng ta sống chưa riêng một mình đâu, chúng ta chưa vượt ra khỏi đâu. Mà muốn vượt ra khỏi thì chúng ta phải hiểu biết nó là một cái sự nguy hại, nguy hiểm cho con đường tu hành của chúng ta, nên cắt đứt, nên bỏ, không còn có cái sự trói buộc gì được chúng ta nữa. Vì vậy mà chúng ta phải sống một mình như con tê ngu một sân, không sống riêng rẽ, không sống chung ở trong bầy tê ngu nữa, sống một mình tự tại, tự do, vượt thoát, đó là độc cư. Bây giờ tới cái bài kệ thứ sáu. Như nay trong rừng núi không gì bị trói buộc, muốn đi đâu nó đi để tìm kiếm thức ăn, như các bậc hiền trí muốn tự do giải thoát, hãy sống riêng một mình như tê ngư một sừng. Bây giờ thầy sẽ giải thích cái bài kệ này. Đây cái bài kệ này đó, thì Phật ví như một con nai ở trong cái rừng núi. Nó sống có một mình nó, cho nên nó không có bị ai trói buộc. Nó muốn đi đâu thì nó đi, nó để đi kiếm thức ăn thì nó cũng tự tại ở trong cái sự đi kiếm thức ăn. Nó muốn đi đông, đi tây, đi nam, đi bắc. Phật ví một cái người mà sống độc cư thì giống như một cái con nai. Nhưng chúng ta phải sống một mình, chứ không phải là con nai mà đi tìm bạn, tìm bè, mà đây là con nai đi tìm cái sự giải thoát. Cho nên nó sống riêng một mình, đi ăn cũng một mình, đi đâu cũng một mình, không có cái gì mà bị trói buộc, bị ràng rịch nó hết, cho nên nó sống chuyên một mình nó. Thì Đức Phật ví con nai mà sống được như vậy thì các bậc, các nhà mà hiền trí, các cái người mà tu hành mà theo đạo Phật thì cũng vậy, muốn mà tu cho được sự giải thoát, làm chủ sanh tử, chấm dứt sự luân hồi thì cũng phải sống một mình. Cũng sống riêng một mình, cũng không còn bị dính dắt một cái tình cảm thương ghét giận hờn ai nữa hết, không còn bị những cái đối tượng làm cho mình phải lo, phải thương, phải ghét, phải giận, phải hờn. Cho nên vì vậy đó mà Đức Phật muốn khuyên mình phải sống độc cư, sống riêng một mình mới có được yên ổn mà tu tập con đường theo đạo giải thoát. Nếu mà mình không có sống riêng một mình được thì khó mà tu tập theo con đường của đạo Phật được. Vì chính cái mục đích của nó là tâm bất động, mà hiện giờ tâm mình còn đang động, mà mình sống chung trong mọi người, người nói dày kẻ nói khác, người nói thuận kẻ nói nghịch, làm cho tâm của mình luôn luôn bất an. Làm sao của đạo Phật là phải sống riêng một mình, không được sống chung nhiều người. Ở đây chúng ta nghe Đức Phật khuyên bài kệ thứ bảy:
giữa bạn bè thân hữu, ưa thích vui cười đùa. Đối với con với cháu, ai liếng đường lối tu tập của đạo Phật. Bản số 59, mặt A. Giờ thầy đọc trở lại. Giữa bạn bè thân hữu, ưa thích vui cười đùa. Đối với con với cháu, ai liếng ai liếng thật lớn thai. Phải nhàm chán hệ lụy với những người thân ái, hãy sống riêng một mình như tê ngư một sừng. Ở đây Đức Phật khuyên chúng ta với bạn bè thân hữu á, thì cái người mà ưa vui ưa thích cười đùa nói chuyện bông đùa, nói chuyện phím, nói chuyện giỡn, nói chuyện chơi, hoặc đánh cờ, hoặc là làm đủ trò để mà vui chơi, rượu chè bài bạc với bạn bè làm cho vui thích, đó là cái thích vui theo cái mùi thế gian mà đem đến cho cái sự đau khổ. Cũng như đối với con với cháu thì mình liếng ái, mình thương yêu, mình không có bỏ chúng được, thì những cái điều này nó làm cho chúng ta sống độc cư không có được, làm chúng ta tu theo con đường của đạo Phật không được. Cho nên cái người mà ham thích bè bạn giao thiệp rộng rãi với người này người kia thì cái những người đó không có tu theo đạo Phật được, không có độc cư được. Những cái người mà còn thương con nhớ cháu, còn ưa con ưa cháu, còn ái luyến với con cháu thì những người đó cũng không có sống độc cư được, cũng không có thực hiện được con đường tu theo đạo Phật giải thoát được. Vì đó là những cái sợi dây kiết sử trói buộc rất chặt và làm cho họ không có thể nào thoát ra được, thì làm sao mà họ thực hiện được con đường thiền định của đạo Phật. Muốn thực hiện được con đường thiền định của đạo Phật thì muốn sống được cái hạnh độc cư để sống một mình để thực hiện con đường thiền định của đạo Phật thì phải nhàm chán những cái sự hệ lụy đó, những cái sự trói buộc đó với những người mà thân ái đó. Chúng ta phải nhàm chán, phải từ bỏ, phải xa lìa những cái người đó để chúng ta sống độc cư, sống riêng một mình mới được. Còn nếu mà chúng ta không nhàm chán, không thấy cái sự hệ lụy, không thấy cái sự trói buộc, không thấy những cái đau khổ, cái bất tại nguyện trong tâm của chúng ta mà do những cái người bạn bè, những người thân, con cháu của chúng ta, những người mà ruột thịt, nó sẽ làm chúng ta khó khăn mà tu hành, khó khăn mà độc cư được. Cho nên chúng ta phải nhàm chán, phải dứt bỏ, phải xa lìa họ đi thì chúng ta mới sống được độc cư, mới sống được riêng một mình, thì chúng ta mới giống như là con tê ngư một sừng trong rừng. Bài kệ thứ 8, Đức Phật khuyên chúng ta phải dứt bỏ bạn bè, con cái, những người thân thuộc hệ lụy, phải nhàm chán, phải xa lìa, phải từ giã, phải từ bỏ. Vì đó là những người thân họ có những cái sợi dây vô hình trói buộc chúng ta rất chặt, khó mà chúng ta tiến tới con đường tu hành của đạo Phật để được giải thoát sanh tử luân hồi hoàn toàn. Những cái điều mà thân thương, những cái điều mà thương ghét, những cái điều giận hờn phiền não, những cái điều mà bạn bè thân thuộc, con cái, dòng họ quyến thuộc, anh em, cha mẹ ruột thịt đó, đó là những cái sợi dây vô hình, những cái sợi dây đó nó trói buộc chúng ta, nó làm cho chúng ta không có đi được con đường của đạo Phật đâu. Muốn đi vào con đường đạo Phật phải bước cho mạnh, thoát ra cho mau, đừng có ở trong cái dòng đó mà chúng ta sống không có được mà độc cư đâu. Chúng ta phải gan dạ, phải quyết tâm, phải có một cái sự dứt bỏ rất mạnh thì chúng ta mới sống được hạnh độc cư. Còn nếu mà chúng ta không có quyết tâm mà cứ sống lên mà thích nói chuyện, nói vui đùa cái này kia nọ, không những làm động mình mà còn làm động người khác, mà mình tu không được mà người khác tu cũng không được nữa. Cho nên ở đây phải quyết tâm, phải dứt bỏ. Không được mà có thể sống mà tu hành, mà sống cái kiểu mà không có độc cư, không có riêng một mình đó, thì như vậy là khó mà đi đến con đường giải thoát cuối cùng của đạo Phật. Chỉ tu cho qua ngày qua tháng mà thôi, chứ không bao giờ đạt được kết quả, đạt được cái mục đích cao siêu của đạo Phật. Bài thứ 9, khắp cả bốn phương trời không sân hận với ai, tự mình biết vừa đủ, chẳng ham muốn vật gì, vững tâm chịu hiểm nguy, không run sợ dao động, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Bài kệ thứ 9 này á, Đức Phật ví như bốn cái phương trời, tức là đông tây nam bắc á, bốn cái phương khắp cùng đó. Đối với mọi người trong bốn cái phương trời này rộng mênh mông như vậy đó, bất kỳ người nào
mình cũng không sân không hận gì với một người nào hết. Đó, đó là hai câu kể đầu. Đối với ai họ làm gì làm, họ chửi mắng mình, họ mai mình, họ gì làm, mình không sân hận, không phiền não với ai hết. Nghĩa là khắp cùng mọi người ở trong bốn phương trời này, đông tây nam bắc, đối với mình hoàn toàn là mình không có biết hờn giận với một người nào hết. Dù là người thân, người không thân, người xa lạ, người gần gũi, người quen thuộc, con cháu của mình nói gì nói, nó nặng rồi nhẹ gì nói gì nói, mình trơ trơ như cục đất, thì đó là chính mình sống độc cư. Còn nếu mà mình không trơ trơ như cục đất, đụng đâu phiền não đó, thì chưa hẳn là độc cư. Đó, cái độc cư của đạo Phật nó sâu sắc, nó đến cái mức độ không thể lường được. Đụng chuyện gì mình cũng động tâm, đụng chuyện gì mình cũng chịu không được, đụng chuyện gì mình cũng không tùy thuận bằng lòng, không nhẫn nhục được, thì đó là mình không sống độc cư. Còn mình sống độc cư, ai nói gì nói, mình trơ trơ như cục đá, đó là độc cư. Tự mình biết vừa đủ, tự mình biết vừa đủ, chẳng ham muốn vật gì. Hai câu kế này thì chúng ta thấy rất rõ. Mình biết vừa đủ tức là thiểu dục tri túc. Thiểu dục tri túc tức là mình có cái gì mình biết đủ cái đó thôi, mình không ham, không muốn, không đòi hỏi thêm gì hết. Nghĩa là bây giờ hiện giờ có cái gì thì mình đủ dài đó thôi, không đòi hỏi thêm gì, không cần cái gì. Đời mọi vật đều vô thường, có rồi mất đó, mất đó làm cho mình phiền não thêm chứ làm gì, nên chẳng thích cái gì hết. Cố gắng chỉ đập bộ đập hành, chỉ biết vừa đủ ít muốn để cho mình thực hiện được con đường độc cư, đi trên con đường giải thoát cuối cùng, ra khỏi nhà sanh tử luân hồi đầy đau khổ, mà chúng ta không làm cách nào để mà thoát ra khỏi cái dòng sanh tử này, cái dòng luân hồi này. Chỉ có con đường duy nhất của đạo Phật mới dẫn dắt chúng ta thoát ra khỏi cái con đường này, cái con đường này mới dắt chúng ta ra khỏi cuộc đời này. Nếu mà chúng ta không biết được vậy thì khó mà chúng ta biết đủ ít muốn. Nếu chúng ta quyết tâm ra khỏi cái cuộc đời đau khổ này, ra khỏi sự luân hồi sanh tử này chấm dứt, không còn tái sinh luân hồi ở kiếp đời này nữa, thì chúng ta phải nỗ lực, phải sống độc cư. Nếu mà không biết đủ, ít muốn, thì đó là chưa biết sống độc cư. Chúng ta có một cái bộ đồ mà chúng ta còn muốn thêm một bộ đồ nữa là chưa sống độc cư. Vì sống độc cư là thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ, không có còn muốn thêm. Ai cho ăn cái gì thì ăn cái đấy, không có nghĩ rằng ăn cái đó là bổ, là mập, là béo, hay hoặc là đầy đủ dưỡng chất, hay hoặc là ăn thiếu chất dưỡng chất. Không cần ăn để no, để sống, để nỗ lực thực hiện con đường giải thoát. Trong ngày nay, ngày mai ra khỏi cuộc đời này là chúng ta đã mừng rồi. Còn sống thêm một ngày nào ở trong cuộc đời này là còn đau khổ. Còn đau khổ, vì cuộc đời là một cái lộ trình của nhân quả, chi phối con người từng phút giây, tạo cho con người vô thường từng chút, từng việc, từng sanh tử, từng chút, từng sát na. Làm sao mà chúng ta vui sướng được mà chúng ta an ổn ở trong cảnh đời như vậy? Cho nên chúng ta phải nỗ lực, phải quyết tâm, phải ra cho khỏi bằng cái hành độc cư. Hành độc cư không những sống một mình, mà hành độc cư còn nằm ở trong cái rộng lớn, là đối với cái tâm chúng ta không sân, không hận, không phiền não mới độc cư. Còn sân còn hận thì làm sao mà gọi độc cư? Mà tâm chúng ta chưa biết đủ, còn ham muốn thì làm sao gọi là độc cư? Cho nên tâm biết đủ, không ham muốn thì mới là độc cư. Bởi vậy chúng ta phải vững tâm, vững tâm. Trong khi mà thiểu dục tri túc như vậy, nó thiếu kém mọi điều, nhưng chúng ta vẫn biết đủ. Vì vậy là phải có một sự vững tâm, chịu được những sự nguy hiểm. Ví dụ như bây giờ bộ quần áo mà chúng ta mặc ở trong thanh chỉ có một bộ như thế này, mà bị mưa ướt, thì lúc bây giờ chúng ta phải giặt dễ nó, thì tức là chúng ta phải trần truồng, thì chúng ta phải lấy lá cây hoặc gì đó mà chúng ta che khuất cái thân trần truồng của chúng ta để cho nó kín đáo một chút, để rồi giặt cái bộ đồ. Như thế là chúng ta đã biết đủ ít muốn rồi đó, đó là chúng ta đã sống độc cư. Cho nên nếu mà không vững tâm chịu những cái nguy hiểm thì làm sao mà chúng ta sống độc cư được? Cho nên chúng ta không run sợ dao động trước mọi cảnh. Trước mọi cảnh người ta chửi mắng mình như tát nước, nhưng không run sợ, không dao động, không hận, không thù, không sân, đó là độc cư. Vững tâm chịu hiểm nguy, trước những cái hiểm nguy như gặp cọp, beo, rắn độc, tất cả những cái đó chúng ta không run sợ, mà vững tâm chịu trên những cái sự hiểm nguy đó, như trước cái cơn bệnh ngặt nghèo sắp sửa bỏ thân này chết, chúng ta vẫn vững tâm không dao động. Chúng ta biết họ là vô thường, chúng ta không sợ hãi, cho nên chúng ta vững tâm. Và khi vững tâm như vậy đó, trước cái nguy hiểm như vậy đó, mà chúng ta không dao động tâm, đó là chúng ta đã sống độc cư.
Còn chúng ta run sợ, chúng ta lo lắng, chúng ta chạy thuốc, chạy thang bằng cách này, bằng cách khác để cho cái bệnh nó hết, thế này, thế khác, thì đó là chúng ta không sống độc cư, chúng ta bị dao động, tâm dao động, không sống độc. Cho nên lúc bây giờ chúng ta phải thấy được cái hạnh sống riêng một mình, đó là một cái điều rất là cao quý của Đạo Phật. Chứ không phải sống ở trong thất một mình, cô đơn một mình, đó là độc cư đâu. Nó cũng là một cái gốc hành độc cư, nhưng chưa phải thâm sâu của độc cư. Trước một con rắn độc, một con cọp dữ mà chúng ta không dao động, không sợ hề sợ hãi trước cái chết của một con vật sắp sửa giết mình, thì đó mình mới là độc cư. Cho nên cái hành độc cư rất là tuyệt vời, rất là cao quý. Mà cái người hiểu được độc cư thì khó ít ai hiểu. Cho nên độc cư có nghĩa là độc mộc một mình trước những sự nguy hiểm, trước những sự bệnh tật đau khổ, có thể dài dọt, nhức nhối, có thể cái đau tận cùng của sức chịu đựng của thân, nhưng tâm chúng ta không dao động thì người đó mới gọi là độc cư. Cái nghĩa độc cư rất là sâu sắc. Trước mọi cảnh, mọi cái làm cho bất tận nguyện tâm mà tâm vẫn vững chí, không hề dao động trước cái đối tượng đó thì đó là độc cư. Bởi vậy sống độc cư phải sống cho đúng cách, phải hiểu cho đúng cách, phải thấu rõ cho đúng cách thì nó mới có đầy đủ cái nghĩa của độc cư. Ai nói gì mà, ai làm gì mà không giao thiệp với ai, không kết bạn, kết bè, kết bạn với ai thì đó mới là sống độc cư. Cho nên cái nghĩa độc cư rất là rộng rãi. Vì vậy ở đây cái bài thứ 9 này Phật khuyên chúng ta trước mọi sự hiểm nguy tâm không có dao động thì đó là chúng ta đã sống riêng một mình, đã sống độc cư, giống như con tê ngưu một sừng. Đây, đến đây là bài kệ thứ 10. Thầy đọc bài kệ thứ 10 để quý thầy và các con nghe mà suy ngẫm. Cái hành độc cư. Người xuất gia tu hành chung sống thật khó khăn, cũng như các gia chủ cùng sống trong gia đình, phải sống vợ, phải sống vô tư lự giữa con cháu người dân như người dân. Đó, bây giờ thì các thầy và các con thấy rằng cái người xuất gia của chúng ta mà chung sống với một cái người nào khác đều là khó khăn, không có dễ dàng. Họ thì sống như thế này, họ ngoài đời mà họ sống như thế này thế khác, họ muốn cái này, họ muốn cái kia, muốn cái nọ. Còn mình thì thị dục tri túc, làm sao mình sống chung họ? Mình thì ăn ngày một bữa, còn họ ăn hai ba bữa thì làm sao sống chung được? Cho nên cái cuộc sống của họ cuộc sống khác, cuộc sống của người xuất gia là cuộc sống khác. Cho nên chúng ta phải thấy những cái cuộc sống mà của chúng ta là cuộc sống độc cư, còn của họ là cuộc sống không có độc cư, cuộc sống tập hợp, cuộc sống vui, cuộc sống buồn, cuộc sống khổ, cuộc sống giận hờn phiền não, cuộc sống động, cuộc sống đau khổ, cuộc sống sanh tử luân hồi. Còn cái cuộc sống của chúng ta là cuộc sống thầm lặng, cuộc sống an ổn, cuộc sống thanh thản, cuộc sống yên vui, đó là độc cư. Đây Đức Phật ví dụ, chúng ta là những người mà xuất gia tu hành á, thì cũng giống như các cái ông mà chủ nhà, nó còn họ sống chung nhau cùng trong một cái gia đình, cũng như chúng ta là người tu hành sống chung nhau trong một cái tập thể như thế này. Nhưng phải sống vô tư lự, nên là sống vô tư lự, sống không giao thiệp, không có chơi với người nào hết, vô tư với mọi người, không thương, không ghét người nào, không giận, không ngờ người nào, ai nói gì cũng được hết, mình chẳng chấp nhận cái đúng cái sai của ai hết, hoàn toàn mình chỉ lo cho mình giải thoát mà thôi. Đó là cách thức tu hành của một người tu sĩ của Đạo Phật. Nếu mà chúng ta giữ được sống chung nhau như ở trong cái đại gia đình của chúng ta, như cái tu viện này, mười người, mười mấy người mà chúng ta sống chung nhau, ai làm gì làm, chúng ta cứ lo, chúng ta tu tập, và chúng ta làm những công việc thì chúng ta cứ làm mà không có nói chuyện với ai. Có điều gì mà không rõ thì mình hỏi rồi thôi, không có nói chuyện vu vơ, sống vô tư lự, không biết giận, không biết hờn, không biết ghét, không biết ghen ai hết. Nhiệm vụ của người nào hãy làm người ấy. Cho nên chúng ta cùng sống nhau trong một cái gia đình, làm thì chúng ta trợ giúp nhau làm, sống chia sẻ những công việc nhau làm, nhưng không có để tận tâm, sống vô tư, không có thương người này mà ghét người kia, không có nịnh người này bợ người kia, nói xấu người nọ. Chúng ta không có cái tâm tánh như vậy thì tức là chúng ta không sống độc cư. Còn trái lại, chúng ta không nịnh, không bợ, không theo người này, không nói người kia thì đó là chúng ta đang sống độc cư đó. Chuyện gì không biết thì hỏi, mà chuyện gì biết thì cứ làm, và cứ làm một mình, đó là sống độc cư. Giữa bao nhiêu người mà mình sống được như vậy, cũng như người gia chủ, họ phải sống chung trong gia đình, họ phải sống vô tư lự giữa con cháu
giống như người dân. Họ không bị con cháu, không bị sự chia cắt cái tâm tư của họ theo thương đứa này ghét đứa kia, thì như vậy đó là họ sống độc cư. Hay cách thức thực hiện con đường tu tâm giải thoát thì đó là cái người bạn lành. Cho nên cái chọn cái người bạn lành mà để sống chung nhau mà tu học á, thì thận trọng và còn phải sáng suốt. Mà biết được cái người bạn lành rồi thì chúng ta chung sống nhau, nhưng hầu hết là chúng ta không nói chuyện với nhau. Đó là những người bạn lành. Còn những người bạn mà không lành, những người bạn xấu á, thì gặp nhau thì chuyện này chuyện kia, kể chuyện đâm chuyện tay, kể chuyện tình chuyện tứ, kể chuyện năm xưa, chuyện hồi nhỏ, tất cả những cái chuyện này chuyện kia, nói rồi thêm rồi bớt, rồi nói này kia rồi ca ngợi mình thế này thế khác. Đó là những người bạn xấu, chứ không phải những người bạn lành. Còn những người bạn lành là những người người ta làm thinh tối ngày, người ta thực hiện trong cái đời sống giải thoát, người ta không nói chuyện với ai hết, thì mình sống chung với những người đó mình mới có ảnh hưởng, mình mới có theo những cái gương đó, mình mới nỗ lực mình thực hiện tu tập con đường giải thoát của chính mình. Còn nếu mà có những người bạn mà nó không tốt thì ngay đó mình biết liền à, người bạn không tốt là người bạn nhiều chuyện, người bạn thích nói chuyện, thích tập hợp rủ ren cái này cái kia, đó là những người bạn xấu. Còn những người bạn tốt á, mình vào trong cái tu viện mình thấy người bạn tốt họ có nói chuyện à. Họ không có làm quen làm thân với mình đâu, đó là những người bạn tốt đó. Mình hỏi một câu gì đó, họ trả lời một cái câu đó là cái giá trị rất tuyệt. Còn cái người bạn mà tập trung nhau lợi thất này lợi thất kia mà nói chuyện chùm nhum đó là những người bạn xấu đó. Những người đó họ có học thức cao cách gì đi nữa, họ cũng vẫn là những người xấu. Họ chỉ lý luận bằng cái miệng lưỡi của họ chứ đời sống của họ chẳng ra gì hết. Họ là những con trùng trong lâm sư tử, họ giết Phật pháp đó. Họ là những người mà giết Phật pháp chết đó. Cho nên nhìn vào cái đời sống tu sĩ á, đừng có nghĩ rằng họ thẳng tay vào chợ, họ nói bô lô ba la, họ nói cái chuyện này chuyện kia, họ ăn uống phi thờ, họ đi đứng phi thờ, họ làm những chuyện phi thờ, họ không đúng tính cách của một tu sĩ, đó là những người bạn xấu. Những người đó không phải thiện hữu trí thức, họ dù họ có cấp bằng tiến sĩ nào hoặc cấp bằng gì đi nữa, họ vẫn là những người mà bạn xấu của chúng ta. Họ không phải là con người đi tìm cái đạo giải thoát, mà họ là con người đi tìm cái danh cái lợi của cuộc đời, để cho họ thực hiện được những cái danh cái lợi của họ bằng cách khoe khoang, bằng cách này bằng cách khác. Cho nên những người bạn đó là những người bạn chúng ta không nên gần, vì gần những người bạn đó chúng ta không sống được độc cư. Chúng ta đón những người bạn mà chúng ta sống độc cư, đó là những người bạn tốt, những người bạn có thể mang đến cho chúng ta càng nhiều sống độc cư hơn, giúp chúng ta đạt được những kết quả tu hành giải thoát hơn. Người ta không nói chuyện nhiều với mình, người ta giúp mình bằng cách này bằng cách khác để cho mình được sống độc cư trọn vẹn, để cho mình thực hiện được con đường giải thoát. Đó là những người bạn tốt. Những người đó không bao giờ nhờ chuyện, những người đó không bao giờ nói nhiều tào lao, nói chuyện không có đúng cách. Đến họ một lần hai lời là nhiều lắm, họ không bao giờ nói với mình nhiều lời. Cho nên trong bước đường mà tu tập, biết này phải nhớ kỹ, khi thực hiện con đường mà tu tập thì cần phải tìm những bạn lành, mà những người bạn lành đó rất tốt, rất khó, họ là những người độc cư. Ở trong tu viện của chúng ta cũng thấy rằng ai là những người mà độc cư tốt nhất, chắc quý thầy cũng biết chứ, có những người mà độc cư rất tốt, đó là những người bạn lành của quý thầy, họ là những cái gương để cho quý thầy soi, để quý thầy đi cho đúng con đường của đạo vậy thôi. Ở đây thầy không muốn nhắc tên những người đó, nhưng các vị chắc có lẽ ai cũng biết cái người nào tốt người nào xấu. Bây giờ đến cái bài kệ thứ 13. Nếu không được bạn lành thận trọng và sáng suốt, cũng đừng sống với họ. Họ chẳng phải hiền trí, hãy như vua từ bỏ đất nước bị bại dâm, hãy sống riêng một mình như tê ngu một rừng. Nghĩa là khi mình mà tìm không có cái người bạn mà tốt như vậy, người bạn mà đang sống độc cư như vậy, người bạn mà làm gương hành tu hành tốt như cho mình như vậy, thì mình phải sáng suốt và thận trọng, không có đụng người nào cũng kết bè kết bạn. Các con có nghĩ chưa? Quý thầy có nghĩ chưa? Trong tu viện chúng ta có mấy người, người nào tốt người nào xấu các con biết chứ, người nào sống độc cư người nào không sống độc cư các con biết chứ, người nào nói chuyện nhiều người nào nói chuyện ít các con biết chứ. Cho nên các con hãy lấy những cái gương hạnh của những người tu tốt đó mà làm gương hạnh tốt cho mình, sống độc cư, sống một mình, không nói chuyện bậy bạ. Lấy những cái gương hạnh đó mà thực hiện con đường tu tập giải thoát thì cái thời gian sẽ thu ngắn lại cho các con, cho các thầy. Mỗi con năm đạt được kết quả sau này, chứ còn không khéo thì suốt cuộc đời tu hành chỉ uổng mà thôi, không làm sao giải thoát được. Vì không sống độc cư được thì làm sao tu hành được cái gì mà giải thoát. Cho nên mục đích
của độc cơ nó sâu rộng vô cùng vô tận để mà chúng ta đạt được con đường giải thoát của đạo Phật. Thế còn phải chúng ta sống một mình, rồi tối ngày làm thân, mặt mày chằn chằn, ai đụng tới giận thì hờn, người trong thất thì nhớ người này, nghĩ người kia, gọi là độc cư, thì cái đó là không phải độc cư mà độc ngọc, chứ không phải độc cư. À, cái đó là độc ngọc cô đơn, làm cho mình càng khắc khổ mình, làm cho mình như cây khô, sắp hết nữa, thì đó không phải là độc cư. Độc cư thì càng ngày càng nhớ sống, càng sự giải thoát càng tràn đầy cho tâm hồn của chúng ta, đem lại cho chúng ta một nguồn an vui vĩnh cửu, không bao giờ có một sự gián đoạn. Một hạnh phúc cho những người nào sống độc cư đúng cách thì sẽ được an vui và yên ổn tâm hồn và thân tâm của họ. Cho nên cái người bạn tốt mà tìm được thì chúng ta sống chung, mà không tìm được thì chúng ta đừng có nên sống chung với những người bạn bạn xấu. Những người đó họ đem đến chúng ta khó khăn tu hành, họ nhiều chuyện, họ chuyện này đến chuyện kia, họ nói lảm nhảm, họ nói chuyện chẳng ra đâu, họ nói chuyện này chuyện kia, họ nói đủ loại. Những người đó là những người chúng ta phải xa để chúng ta tự sống một mình, riêng sống một mình. Cho nên ở đây Đức Phật ví như mà một cái nhà vua mà đã bị chiến bại, mà đã bị thất trận, thì bây giờ chúng ta hãy bỏ lại, trả lại những cái đất của người khác, đừng có tham vọng lấy cái đất của người khác. Chúng ta cứ lui dần mà tránh đi. À, những cái người mà không tốt thì chúng ta tránh họ đi. Cũng như nhà vua mà thấy mình có sức, thì quân đội của mình yếu, sức của mình đang yếu, mà không đủ đương đầu với cái quân đội mạnh, thì chúng ta nên rút lui bỏ đi, bỏ từ xa đi. Thì mai ra chúng ta còn bảo vệ được một chút ít biên cương thống khổ của biên cương đất nước của chúng ta. À, đó thì như vậy Đức Phật dạy chúng ta tìm người bạn mà lành, người bạn tốt, người bạn mà biết sống độc cư mà tìm không được thì chúng ta hãy sống một mình, đừng có sống với những cái người mà không tốt đó, thì cuộc đời tu hành chúng ta cũng uổng phí. À, cho nên Phật khuyên hãy sống riêng một mình như con tê ngu một sự. À, trước cái hoàn cảnh mà tìm không được bạn thì chúng ta phải sống một mình mà thôi. Nỗ lực thực hiện những lời của Phật dạy, giới luật của Phật đã chỉ dạy, thì chúng ta sống một mình để thực hiện con đường tu tập. Còn chừng nào có bạn lành, bạn tốt thì chúng ta mới kết bạn để mà noi gương bạn mà tu hành. À, cái gì không hiểu thì hỏi bạn. Còn bây giờ chúng ta không có người bạn tốt thì chúng ta nên xa lánh tất cả mọi người. Vì nhìn chung chúng ta chưa thấy ai làm người bạn tốt của chúng ta. À, cho nên ở đây thì quý thầy thấy cái bài thứ 13, bài kệ thứ 13, thì Đức Phật dạy chúng ta khi chọn không được người bạn tốt thì chúng ta sống một mình, sống riêng một mình, nỗ lực tu hành một mình theo những điều, những lời của Phật đã dạy. À, bây giờ thầy đọc cái bài kệ thứ 14 để cho quý thầy và các con nghe mà suy ngẫm cái bài kệ mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta trong một cái khía cạnh để mà sống độc cư, sống trầm lặng, sống một mình. Thật chúng ta tán thán những bằng hữu chu toàn, bậc hơn ta bằng ta, nên sống gần thân cận. Nếu không gặp bạn này, thì ta phải cố gắng, hãy sống riêng một mình, như tê ngưu một sừng. Đó thì cái lời khuyên của Phật trong cái bài kệ thứ 14. Khi chúng ta gặp một người thiện hữu tri thức, một người bạn lành, một người hơn ta trên bước đường tu tập theo đạo Phật, và bằng ta trên bước đường tu tập theo đạo Phật, nghĩa là người đó đang sống độc cư, đang sống trong thầm lặng, đang sống trong thiểu dục tuy tốt, đang ở trong chánh niệm tỉnh giác, đang tu tập định vô lậu, đang tập bốn thiền để thực thi con đường giải thoát sinh tử, làm chủ luân hồi. Người bạn đó là người bạn tốt, người bạn mà chúng ta thấy hàng sống trong thầm lặng, hàng sống trong độc cư, không thích nói chuyện, không thích nói chuyện phím, nói chuyện tào lao, không thích nói chuyện đông tây kim cổ, đó là những người bạn đáng làm gương cho ta tu hành. Cho nên câu đầu Phật nói thật chúng ta tán thán những bằng hữu chu toàn, những người mà lo tu tập, những người mà lo rèn luyện trao dồi thân tâm của mình như vậy, đó là những người bạn rất là chu toàn, rất là chu toàn làm gương cho ta tu hành. Bậc hơn ta, đó là những người tu trước ta, và bằng ta, và đang tu như ta. Cho nên chúng ta nên gần sống với những người đó,
để làm bạn thân cận bắt chước những cái hạnh tu tập của những người này, mai ra chúng ta mới đạt được con đường tu hành giải thoát. Nếu không gặp được những người bạn này, Đức Phật khuyên thì chúng ta phải cố gắng sống một mình, dù trước hoàn cảnh nguy hiểm, dù trước mất được đó, chúng ta còn có ta đó, chúng ta không có gom tâm lại được đó, vì những đó, những vật đó nó sẽ làm cho tâm chúng ta bị phân tán, sợ hãi. Ngủ đâu có an, phải không các con? Có vật quý, có vàng bạc, có châu báu, có cái này kia thì ngủ khó an lắm, rất là sợ hãi. Người khác sẽ đến giết mình và cướp đoạt của mình, rồi có thể làm nguy hại cho đến tính mạng của mình, con đường tu của mình thì mất độc cư, vì tâm mắt lo ra, làm sao mà độc cư được. Đó là bài kệ thứ 15. Bài kệ thứ 14 á, thì chúng ta không khó mà tìm cái người bạn mà tốt, người bạn mà chuyên tu, người bạn mà độc cư, người bạn sống trầm lặng. Còn bài kệ thứ 15 á, thì khuyên chúng ta đừng có vật báo ở trong người, những đồ trang sức đó nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng và làm chúng ta sống độc cư không có được. Cho nên có cái những cái chuyện nhỏ nhỏ mà chúng ta không thấy á, thì chúng ta ngỡ là mình sống, đó là mình sống một mình sống độc cư, nhưng mà không ngờ là những cái vật dụng nhỏ đó nó đeo theo mình thì nó làm mình không có độc cư được đâu. Cái tâm còn lo ra mà làm sao gọi là độc cư, phải không các con? Các con thấy rõ trong cái vấn đề tu tập coi vậy chứ nó không có đơn giản, nó rất khó đó. Làm sao mà chúng ta sống cho đúng? Bởi vì qua 42 cái bài kệ này á, thì Đức Phật chia ra từng cái phần nhỏ để nói lên những cái hành độc cư. Một cái chuyện nhỏ thôi nó cũng làm chúng ta mất độc cư, nó làm cho chúng ta không an ổn ở trong sống riêng một mình. Bây giờ bài thứ 16. Như vậy nếu ta sống với một người thứ hai, tranh luận cãi giả nhau, sân hận gây hấn nhau, nhìn thấy trong tương lai sợ hãi nguy hiểm này, hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Thì ở đây Đức Phật nhắn nhủ thêm là chúng ta sống hai người, mà nếu hai người là người bạn tốt, người bạn lành thì rất quý, mà cái người bạn mà không tốt không lành thì sớm muộn gì cũng có những sự tranh luận mà cãi giả nhau, phải không? Các con thấy cái đó có đúng không? Rồi có sân có hận rồi gây hấn nhau. Mà nhìn thấy trong cái hiện tại nó như vậy thì cái người bạn mà họ sống không độc cư được á, thì sớm muộn rồi thì thế nào cái sự tranh cãi, cái sự cãi giả nhau cũng phải có, rồi cái sự sân hận mà gây hấn nhau thì cũng thế nào mà tránh khỏi. Do đó nhìn ở trong cái tương lai chúng ta biết là sẽ xảy ra những cái gì, những người bạn đó là những người bạn không độc cư rồi, mà những người bạn không độc cư thì tương lai nó sẽ là không tốt cho bước đường tu tập của chúng ta. Mà khi mà biết là nó không tốt cho con đường tu tập của chúng ta thì chúng ta có sợ hãi những cái cuộc sống mà hai người không, ba người, năm người không? Không, chúng ta phải tránh xa đi. Cho nên sợ hãi nguy hiểm này, những cái sự mà xảy ra gây hấn tranh luận cãi giả nhau đó, nó sẽ xảy ra ở trong tương lai. Bây giờ thì thấy nó thuận đó, nó chưa, nhưng mai mốt mà cái người mà nói chuyện qua lại sớm muộn rồi nó cũng có sự tranh cãi tương lai. Phải thấy được cái hậu quả đó là cái hậu quả của cái người sống không độc cư thì làm sao cũng phải có cái hậu quả đó. Mà cái hậu quả đó thì làm cho chúng ta có yên không? Đâu có yên, cho nên rất là nguy hiểm cho con đường tu tập. Vì vậy mà Phật khuyên chúng ta hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng, đừng có sống với những cái người như vậy, những người mà không phải thiện hữu tri thức, thì nó sẽ có sự mà tranh luận cãi giả nhau, có sự sân hận gây hấn nhau ở tương lai, không sớm thì muộn cũng sẽ có rồi làm cho chúng ta bất an và có làm chúng ta không độc cư được. Đó là cái bài thứ 16, Đức Phật khuyên chúng ta đừng có sống với những người mà chúng ta thấy nó không có đúng cái hành độc cư, hành trầm lặng. Bây giờ đến bài 17, bài kệ thứ 17. Các dục thật mỹ miều, các dục thật mỹ miều, ngọt thơm và đẹp ý, mọi hình sắc phi sắc, làm mê loạn tâm tư, thấy sự nguy hiểm này trong các dục trưởng dưỡng, hãy sống riêng một mình như tê ngư một sực. Đó. Thì quý thầy thấy cái bài kệ thứ 17, Đức Phật khuyên chúng ta nên sống riêng một mình á, là gì á? Chúng ta sống với những cái vật dụng, cái này cái nọ kia, các cái dục, các cái đối tượng dục như sắc thinh hương vị xúc pháp, như sắc danh lợi thực thi, những cái đó là những cái cám dỗ, những cái gợi cho chúng ta cái lòng ham muốn, đó là những cái pháp dục của thế gian. Nó rất là mỹ miều, nó làm cho chúng ta thấy rất là thích thú, nó ngon, nó thơm,
và nó làm cho hình sắc nó rất đẹp, làm cho đẹp ý chúng ta. Mọi cái hình sắc và cái không hình sắc đều là có thể nó gợi lên cho chúng ta những cái dục, nó làm cho chúng ta ham thích, nó làm chúng ta ham muốn. Vì vậy nó làm cho chúng ta mê, tâm tư chúng ta không được tỉnh táo, luôn luôn tâm bị dao động theo các pháp dục đó, theo các pháp trần đó. Do vì vậy đó, nó làm cho chúng ta không sống độc cư được, nó rất là nguy hiểm, nó làm chúng ta không có sống thành lặng được, nó lôi cuốn chúng ta chạy đầu này, chạy đầu kia, chạy đầu nọ, rồi chúng ta lý luận thế này, lý luận thế khác, đó để làm để chúng ta chạy theo cái tâm ham muốn của chúng ta, cái tâm dục của chúng ta. Như vậy là cái cuộc đời tu hành của chúng ta bị cái các dục này đó, là cái ngũ dục lạ, cái lục trần, sắc thinh hương vị xúc pháp, rồi cái ngũ dục mà ăn ngủ thực thi, danh sắc lợi, nó cũng đều là làm cho chúng ta bất an, làm chúng ta sống thầm lặng, sống độc cư không được. Cho nên khi mà chúng ta biết nó như vậy đó, thì chúng ta phải tránh xa nó đi, tìm cách mà ra xa lánh nó đi, đừng có ở gần cái thứ đó. Thì ở gần cái thứ đó thì chúng ta sống một mình không được đâu, sống riêng tư một mình không được đâu. Cho nên do đó chúng ta phải nỗ lực sống độc cư, không có chung đụng với những cái dục đó, không có gần gũi những cái dục đó, làm chúng ta được giải thoát, được tu tập, được tốt đẹp, càng ngày càng tiến bộ. Còn nếu mà gần những cái dục đó thì càng ngày càng xóa đọa và càng thối chuyển trong bước đường tu tập. Thì hôm nay các con thấy rõ ràng tất cả những cái dục như có 6 cái trần, sắc thinh hương vị xúc pháp, đó là 6 cái trần, nó cám dỗ, nó làm cho chúng ta khó mà giữ hành được cơ. 5 cái dục là của thế gian, đó là sắc danh lợi thực thi. 5 cái dục này cũng rất là mạnh bạo, nó lôi cuốn, nó làm cho chúng ta mê loạn tâm tư, làm chúng ta mất bình tĩnh, mất tỉnh giác, mất chánh niệm, làm chúng ta sai đắm trưởng dưỡng, làm chúng ta đã chạy theo các dục, trưởng dưỡng các dục lớn lên, cho nên chúng ta mất cái hạnh đức. Vì vậy mà chúng ta quyết định là phải sống một mình để tránh xa những cái dục này, cái pháp dục này, nó làm cho chúng ta tâm chúng ta mê loạn điên cuồng, không còn sáng suốt nữa, không còn tỉnh thức ở trong cái chánh niệm nữa. Thì như vậy thì chúng ta quyết tâm khép chặt mình ở trong cái hạnh đức cư, cái sống một mình để chúng ta diệt trừ các dục. Còn không khéo thì chúng ta sẽ bị các dục lôi cuốn và con đường tu của chúng ta mất đi. Cho nên cái người mà muốn mà hàng phục được các dục ly ác pháp đó, như trong kinh Phật đã dạy mới nhập sơ thiền, mà muốn ly được các dục này thì chỉ có hạnh độc cư mới có thể ly được. Thì cái bài này Đức Phật muốn chỉ rõ rằng chúng ta muốn xa lìa các dục, muốn ly các dục thì phải sống riêng một mình như tê ngưu một sực. Thầy đọc lại cái bài kệ này quá thấm thiết. Bởi vì khi mà vào đầu mà tu theo đạo Phật đó, thì các con với các thầy cũng phải thấy rằng Phật dạy ly dục ly bất thiện pháp đó, nhập sơ thiền. Mà cái bài kệ này để nhắc nhở chúng ta phải sống độc cư, nhờ có sống độc cư thì mới có ly dục ly các pháp được. Đây thầy đọc lại cho nghe. Các dục thật mỹ miều, ngọt thơm và đẹp ý. Mọi hình sắc phi sắc làm mê loạn tâm tư. Thấy sự nguy hiểm này trong các dục tưởng dưỡng, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sinh. Rõ ràng không? Các con muốn ly dục thì các con phải sống một mình, phải sống độc cư đó. Thì như vậy là cái bài kệ Đức Phật. Đường lối tu tập của đạo Phật. Bản số 59, mặt B. Bây giờ thầy đọc lại cái bài kệ thứ 18 để quý thầy và các con nghe rồi suy ngẫm cho kỹ. Bài kệ thứ 18. Đây là một ngục nhỏ và cũng là tai họa, mũi tên là tật bệnh, là sợ hãi cho ta. Thấy sự nguy hiểm này do các dục trưởng dưỡng, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Cái bài kệ này á, Đức Phật xem các pháp mà dục của thế gian á mà được trưởng dưỡng á thì nó như cái mũi tên mà đâm vào tim của chúng ta. Nó là những cái sự sợ hãi cho ta, nó là những cái sự nguy hiểm và những cái sự tai họa cho ta. Chứ không phải chúng ta xem dục á các cái lòng ham muốn của chúng ta như là cái mục nhọt, như là cái tai họa, như là cái bệnh tật, như là cái mũi tên
đâm vào tim của chúng ta. Cho nên cái sự nguy hiểm, cái sự sợ hãi này á, đối với các dục tưởng dưỡng này chúng ta phải sợ hãi. Vì nếu mà chúng ta không sống độc cư á, không sống một mình nữa á, thì các dục này nó sẽ bị nuôi lớn. Cho nên cái bài kệ mà thứ 17 á, thì Đức Phật xác định rằng muốn ly dục ly ác pháp á, thì chúng ta hãy sống riêng một mình. Và Đức Phật lại sợ chúng ta chưa thấy cái sự nguy hiểm của các dục, cho nên cái bài kệ thứ 18 á, thì Phật cho chúng ta biết thêm á, các dục á, nó như là cái mục nhọt. Cái mục nhọt nó nghĩa là nó đau, nó nhức, nó khổ sở. Nó là cái tai họa, các dục ở nó là cái tai họa, nó sẽ đem đến cho chúng ta những cái khổ, cái lòng ham muốn của chúng ta, nó sẽ đem đến chúng ta cái khổ. Nó giống như cái mũi tên, nó đâm suốt vào con tim của chúng ta, nó làm chúng ta đau đớn lắm. Là bệnh tật, nó là tật bệnh, nghĩa là luôn luôn nó đem đến cái sự đau khổ. Nó là cái sự sợ hãi, các dục đó nó làm chúng ta sợ hãi cái này, sợ hãi cái khác. Nó là cái sự nguy hiểm nhất cuộc đời của chúng ta. Đó, cho nên nó là cái nguyên nhân đau khổ như ở trong tứ diệu đế đó, cái khổ đế đó. Cái diệt đế, cái tập đế đó là cái nguyên nhân đau khổ, là cái dục, là cái lòng ham muốn của chúng ta. Như vậy thì muốn mà khắc phục được cái lòng ham muốn này, muốn ức chế được cái lòng ham muốn này, chỉ duy nhất chúng ta phải sống riêng một mình. Mà nếu không sống riêng một mình thì không bao giờ mà chúng ta hàng phục được cái tâm dục này, cái lòng ham muốn này. Cho nên cố gắng mà sống riêng được một mình thì chúng ta mới ly được dục, mới ly được ác pháp. Đó là những cái bài kệ để xác định để chúng ta muốn nhập được cái sơ thiền, là ly dục ly ác pháp mới nhập sơ thiền. Mà muốn sống được mà ly dục ly ác pháp thì phải sống độc cư, phải sống riêng rẽ, phải sống một mình thì mới có ly dục được. Đó, cái bài kệ, hai cái bài kệ này nó có một cái giá trị rất lớn cho chúng ta tu tập thiền định của đạo Phật. Nếu chúng ta sống không đúng thì chúng ta không bao giờ thực hiện được con đường thiền định này. Mà chúng ta sống đúng thì tức là chúng ta sẽ thực hiện được con đường thiền định. Đó, mà sống độc cư không có nghĩa là chúng ta giam mình ở trong cái thất, gọi là nhập thất rồi nỗ lực tu cái này kia đâu. Chúng ta sống ở trong đó, độc cư một mình, mà chúng ta sống biết cách sống, biết cách sống, chứ không phải là không biết cách sống. Sống biết cách, cho nên cái tâm chúng ta nó cỡ mở, nó vui, nó thích thú, nó âm thầm, nó lặng lẽ, mà nó có một cái niềm hân hoan của cái sự ly dục ly bất thiện pháp. Cho nên Phật nói ly dục ly bất thiện pháp nhập sơ thiền, do ly dục sanh hỷ lạc. Do cái ly dục đó, do cái sống độc cư đó mà ly được cái dục rồi thì nó đem đến chúng ta một cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc vô cùng, cái sự thích thú mà liên tục không có phút nào mà ngừng nghỉ được cái sự an lạc đó, cái sự hỷ lạc đó. Đó thì cái bài kệ thứ 18 này á, Đức Phật nhắc á, các dục nó như là cái mục nhọt, cái mục đau đớn, nó là cái tai họa, nó là cái mũi tên độc, nó là cái bệnh tật, nó là cái niềm sợ hãi của chúng ta, và nó cũng là cái sự nguy hiểm nhất cho cái đời sống của con người, của tất cả con người ở trong cái thế gian này. Nhưng người ta không biết, người ta chạy theo nó để người ta nuôi cái dục tưởng dưỡng càng ngày càng lớn thì cái sự đau khổ của họ càng nhiều. Cho nên chúng ta quyết định là ly nó, thì quyết định ly nó thì phải ly bằng cách nào? Tức là chúng ta phải sống độc cư, phải sống riêng một mình. Mà sống riêng một mình thì mới có ly được nó. Đó, hai bài kệ Đức Phật xác định cho chúng ta thấy là muốn mà sống độc cư thì đó là cái cách thức mà chúng ta sống để mà chúng ta ly dục ly ác pháp đó. Đó thì từ cái bài kệ này, thì hai cái bài kệ này chúng ta thấy rất rõ là cái lối tu tập của chúng ta mà thầy thường nhắc cho quý thầy cũng như các con nghe, bí quyết thành công của thiền định á là phải sống độc cư, phải không? Thầy đã nhắc từ lâu mà, đâu phải mới đây. Cho nên không sống độc cư thì làm sao ly dục ly ác pháp mà gọi định? Cho nên mọi người, người ta chẳng khô, người ta ngồi thiền nhập định hít thở, nào sổ tức tùy tức, nào là tỉnh chỉ, nào là thiền minh sát tuệ, nào là thiền công án, nào là thiền tổ sư thiền, nào là biết giọng liền buông, nào là chẳng niệm thiện niệm ác, nào là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Người ta nói đủ là hay đủ thiền. Người ta nói ly cái này, ly cái kia, ly cái nọ, nhưng cuối cùng thì người ta không thấy được cái mấu chốt, cái bí quyết của cái sự thành công của thiền định. Mà cái bí quyết của sự thành công của thiền định đâu có gì khó hơn là chúng ta sống độc cư, sống một mình, sống có pháp tu hành, có cách thức tu tập, có cách thức rèn luyện, có giới luật để phòng hộ sáu căn, có cách thức để mà tạo tu tập. Cho nên độc cư mà chúng ta thấy chúng ta sống một mình mà chúng ta sống rất là an ổn, rất là giải thoát, rất là yên vui. Chứ đâu phải sống không có pháp. Chúng ta có sống, có cách thức, có đủ cách để mà chúng ta tu hành giải thoát mà. Thì như vậy là quý thầy đã thấy rõ được cái con đường tu tập của đạo Phật, đâu có gì mà Đức Phật giấu giếm chúng ta đâu. Chính những cái bí quyết đó mà Đức Phật đã
nói lên những cái bài kệ, khuyên lên chúng ta bằng cách này bằng cách khác để chúng ta thực hiện được cái hành động cư mà chúng ta ly lìa xa tất cả mọi cái dục của thế gian, mọi cái cám dỗ của thế gian, mọi cái mà ràng buộc của chúng ta làm cho chúng ta không có thực hiện được con đường giải thoát, tu tập được con đường giải thoát. Cho nên cái hành động cư là cái bí quyết mà thành công trong cái con đường của đạo Phật. Nhưng phải hiểu hai chữ đầu cư, đừng có hiểu nó bằng một cách cạn cợt mà hiểu nó một cách rộng rãi và sâu xa qua 42 cái bài kệ này rất là cụ thể và rõ ràng để chúng ta biết được cái hạnh đầu cư cao quý và tuyệt vời của con đường tu theo đạo Phật. Bây giờ thầy giảng tiếp là thầy sẽ đọc cái bài kệ thứ 18. Đây là một mục nhọt và cũng là tai họa, mũi tên là tật bệnh, là sợ hãi cho ta thấy sự nguy hiểm này do các dục trưởng dưỡng. Hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Ở đây Đức Phật xem các cái dục, xem các cái lòng ham muốn của mình nó như là cái mục nhọt, như là cái mục nhọt đang nung mũ, đang đau nhức, đang làm khổ sở mình, và xem nó là những cái tai họa, các cái dục mà trưởng dưỡng nuôi nó lớn mà chạy theo nó. Mà như bây giờ mà chúng ta thấy sống ở trong thất của mình, có một mình sống riêng một mình, buồn bã này kia, đó là cái dục nó muốn cho chúng ta bỏ, để mà phá độc cư, để bỏ ra đi đó, hoặc là đi đây đi đó để mà cho vui đó, nó tìm bằng cách này bằng cách khác, đó là cái dục nó trưởng dưỡng. Nó ví dụ như nó sanh ra những cái bệnh tật hay cái này cái nọ kia, là cái mục đích của nó làm cho mất độc cư. Mà tâm chúng ta bị dao động theo những cái trạng thái của cái thân nghiệp, nó bệnh sơ sài, nó bình thường thôi, mà chúng ta quá là quan trọng, coi quá quan trọng, tâm chúng ta bị dao động, xem như là chúng ta không có tu hành được, làm cho chúng ta trở ngại như vậy để mà phá ra độc cư. Mà khi mà chúng ta không thấy những cái dục mà nó đã tạo ra những cái cách sợ hãi, cách dao động tâm để làm chúng ta không có còn cô đơn nữa, làm chúng ta vui theo thế gian, trưởng dưỡng những cái lòng mà vui của thế gian, thì lúc bây giờ đó mà chúng ta không thấy nó là cái tai họa, nó là không phải là cái, nó là một cái mũi tên độc đâm xuyên vào cái quả thiên của chúng ta, đâm xuyên vào thân của chúng ta. Cho nên nó phải xem nó là những cái lòng ham muốn chúng ta, nó là cái tật bệnh muôn đời của con người. Vì thế mà chúng ta phải sợ hãi nó, sợ hãi cái lòng ham muốn của nó đi qua góc độ này, nó đi qua góc độ khác để nó phá cái hạnh độc cư của chúng ta, cái hạnh mà có thể chúng ta ly dục, ly ác pháp được. Nếu mà chúng ta không giữ tròn được cái hạnh độc cư thì khó mà có thể chúng ta đạt được cái kết quả mà chúng ta sẽ thực hiện được cái sự giải thoát bằng cái hạnh độc cư. Cho nên nếu mà chúng ta thấy nó là sự nguy hiểm, thấy cái sự mà các cái lòng ham muốn của chúng ta nó nuôi lớn, trưởng dưỡng nuôi lớn nó lên, thì đó là nó là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Thì chúng ta thấy được nguy hiểm thì chúng ta ngăn chặn liền, quyết tâm ôm chặt sống hạnh độc cư, hoàn toàn là sống một mình để chúng ta thực hiện cho được cái sự giải thoát. Mà sự giải thoát này là cái gì? Là cái ly dục, ly ác pháp, lìa ra, xa nó lìa ra. Mà lìa ra được á thì tức là phải sống một mình, sống trầm lặng, sống một mình. Còn nếu mà chúng ta lìa xa nó không được á thì chúng ta khó mà sống, khó mà đạt được cái đạo giải thoát của đạo. Bởi vì sống không được độc cư thì không thể nào mà tu hành cái gì được cả. Cho nên qua cái bài kệ 18 này thì Đức Phật nhắc nhở chúng ta phải xem như các cái dục, các cái lòng ham muốn của chúng ta nó như là cái mục nhọt, nó đau nhức, nó khổ sở. Nó là cái tai họa mang đến cho chúng ta nhiều cái sự đau khổ. Nó là mũi tên đâm suốt qua thân ta. Nó là tật bệnh. Nó đem đến cho chúng ta nhiều cái đau khổ. Cho nên xem nó là cái tật bệnh. Nghĩa là khi mà thân của chúng ta nhức mỏi đau chỗ này đau chỗ kia thì nó cũng làm cho chúng ta dao động để trưởng dưỡng cái dục của nó. Nó chạy đầu này chạy đầu kia, đi xem bác sĩ hoặc là đi thầy này thầy kia, đều là phá hạnh độc cư của chúng ta tất cả. Cho nên Đức Phật nói trước cái thọ, chúng ta đừng có dao động tâm, mà hãy xem như chúng ta đã chết đi rồi, chúng ta quyết tâm quyết tử, chúng ta ôm chặt thì chắc chắn những cái nghiệp của chúng ta nó không phải là đến lúc này mà nó chết đâu, nó chưa phải lúc mà nó chết đâu. Thì nó sẽ
thua chúng ta và nó sẽ bại trận. Vì vậy mà chúng ta giữ gìn trọn vẹn cái hành nhập cư. Cho nên cái người tu hành người ta rất sợ hãi các cái đối tượng dục, trong đó có cái thọ nó câu hữu với các cái khác mà nó làm chúng ta mất cái hạnh sống riêng một mình, mất cái hạnh nhập cư. Cho nên ở đây quý thầy và các con phải thông suốt được cái lý của những cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày trên cái bước đường tu tập, để chúng ta giữ cho trọn vẹn cái nhập cư, thì chúng ta mới có thể mang đến những cái kết quả của cái sự tu tập. Nếu mà không có thực hiện được như vậy đó thì khó mà chúng ta thường đồ được cái hành nhập cư. Cho nên cái bài kệ 18 này Đức Phật bảo chúng ta phải xem nó rất là nguy hiểm, phải xem nó là tai họa, phải xem nó là bệnh tật, phải xem nó là mũi tên độc, luôn lúc nào tâm chúng ta phải sợ hãi nó, xem nó như là cái ngục nhọt đang hành làm cho chúng ta đau nhức từng phút từng giây, thì chúng ta mới có sống được cái hạnh, mới sống được cái hạnh nhập cư. Còn nếu không thì không có mà chúng ta sống được cái hạnh nhập cư. Thì nhớ thầy đọc lại cái bài kệ này để cho quý thầy suy ngẫm lời của Phật dạy, xem các dục tưởng dưỡng của chúng ta, cái lòng ham muốn của chúng ta rất là nguy hiểm. Nó làm cho chúng ta sống không có trọn vẹn được cái hạnh nhập cư, nó làm cho chúng ta sống không có trọn vẹn được cái tâm hợp nhất, nó làm cho cái tâm chúng ta bị phân tán chia ra, khó mà thực hiện con đường thiền định, bốn thiền định của Phật. Đây thầy đọc lại cho quý thầy nghe một lần nữa, đây là một ngục nhọt và cũng là tai họa, mũi tên là tật bệnh, là sợ hãi cho ta thấy sự nguy hiểm này do các dục tưởng dưỡng. Hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng, nghĩa là chúng ta hãy sống một mình, đừng có sợ hãi đối với các dục, đối với bệnh tật, đối với tai họa, đối với cái mục nhọt đang nung mủ, đang nhức nhối, đang khổ sở. Chúng ta đừng có dao động, mà hãy sống một mình, đừng có nương tựa vào ai hết, đừng có nương tựa vào một cái sự kiện nào hết, để cho chúng ta được sống độc cư, được thực hiện được sự giải thoát, chấm dứt được sự tái sanh luân hồi. Đó là bài kệ thứ 18. Đây bây giờ thầy sẽ đọc tiếp bài kệ thứ 19. Lạnh lẽo và nóng bức, đói bụng và khát nước, gió thổi nóng mặt trời, mũi lằn và rắn rít, tất cả xúc chạm này chịu đựng hãy vượt qua, hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Đó, bây giờ Đức Phật nói về thời tiết, rồi nói về cái sự không có cơm ăn, không có nước uống, rồi nói về cái sự gió thổi ầm ầm, nói về cái nóng bức của mặt trời, rồi mũi lằn, rồi rắn rít, tất cả những cái loài xúc vật dữ độc, tất cả những cái sự xúc chạm này á, nó làm cho tâm chúng ta sợ hãi, làm cho tâm chúng ta dao động mà khó mà sống một mình được. Đây Đức Phật đầu tiên nói cho chúng ta thấy rõ ràng sự lạnh lẽo và sự nóng bức cũng làm cho chúng ta không thể nào mà sống độc cư được. Chúng ta phải chạy đi tìm cái này, tìm cái nọ, cái kia để rồi bị dao động tâm. Rồi đói bụng, rồi khát nước, nó cũng đều làm cho chúng ta có cái sự dao động khác mỏi mặt, đưa đến chúng ta rất là khổ sở. Nhưng mà vì chúng ta là người không có nghị lực, không có gan dạ, không có bền chí, cho nên chúng ta trước những cái thời tiết lạnh lẽo nóng bức, trước những thú vật hung dữ, trước những cái đói bụng đói khát này, chúng ta không có thể nào mà làm chủ được mình. Do vì vậy đó mà chúng ta phải sống tìm lại cái nương tựa với nhau, sống có tập thể với nhau để không có sợ hãi trước những cái thời tiết, trước những cái thú dữ, trước những cái bệnh tật tai họa đem đến cho chúng ta thân lình khi mà sống một mình. Thì cái bài kệ thứ 19 á, thì Đức Phật nêu lên để chúng ta thấy được cái thời tiết nè, rồi cái sự đói khát nè, rồi cái sự gió bão nè, rồi cái nóng bức của mặt trời nè, rồi cái mũi lằn nè, rắn độc nè, rít nè, tất cả những cái loài thú dữ nè, đó là những cái điều mà Đức Phật nêu lên để thấy rằng
nếu mà chúng ta không có gan dạ, không có cái bền chí, không có cái nghị lực á, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không sống độc cư được. Mà không sống độc cư được thì chúng ta khó mà ly dục ly ác pháp, mà khó mà ly dục ly ác pháp thì không bao giờ mà có thể giải thoát được sinh tử luân hồi. Cho nên ở đây á, phải thấy là cái dục nó tùy theo những cái hoàn cảnh, những cái thời tiết, những cái đối tượng mà nó khởi lên những cái lòng trưởng dưỡng, cái lòng dục của chúng ta trước những cái sợ hãi lo lắng cũng do cái lòng ham muốn của chúng ta. Muốn gì? Muốn sống sợ chết. Do cái sự muốn sống sợ chết này á, nó trước những cái tai họa, cái khó chịu, cái sợ, cái những vật mà đập hung dữ thì làm chúng ta sợ hãi, từ đó chúng ta sống một mình không dám. Do vì vậy mà chúng ta chạy theo cái sự sợ hãi đó mà chúng ta sống với tập thể. Mà sống trong tập thể thì chúng ta làm sao mà giải thoát được cái tâm ly dục ly ác pháp này. Đó là cái bài kệ thứ 19. Cho nên một cái người nào mà tu theo đạo Phật thì phải có nghị lực, phải có gan dạ, chịu đựng, thì nó sẽ vượt qua tất cả những cái khó khăn này. Và khi vượt qua những cái khó khăn này thì chúng ta sống riêng một mình, chúng ta sống riêng một mình như con tê ngưu một sừng. Bây giờ thầy đọc lại cái bài kệ thứ 19 để các thầy và các con chiêm nghiệm lại cái lời của Phật dạy ở trong cái bài kệ này. Lạnh lẽo và nóng bức, đói bụng và khát nước, gió thổi nóng mặt trời, mũi lằn và rắn rít, tất cả xúc chạm này chịu đựng hãy vượt qua, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Bây giờ thầy sẽ giảng tiếp cái bài kệ thứ 20 để thấy Đức Phật khuyên chúng ta giữ gìn cái hạnh độc cư như thế nào. Thầy xin đọc cái bài kệ thứ 20. Như con voi to lớn từ bỏ cả bầy đàn, thân thể được sinh ra to lớn cỡ hoa sen, tùy theo sự thích thú sống tại chỗ rừng núi, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Đây, bây giờ Đức Phật khuyên chúng ta như một con voi to lớn, nghĩa là chúng ta như một con voi to lớn, chúng ta chẳng có sợ gì. Một người tu theo đạo Phật mà không xem mình to lớn thì không bao giờ mà có thực hiện được con đường này, mà phải xem mình là cái người vĩ đại, cái người to lớn, phải vượt qua tất cả những cái khó khăn, những cái sự ràng buộc để thực hiện được cái hành độc cư, cái sự sống một mình. Cho nên Đức Phật ví mình như là một con voi to lớn, từ bỏ cả bầy đàn, nghĩa là chúng ta lìa khỏi cái xã hội loài người, lìa khỏi mọi người, lìa khỏi những người thân yêu của chúng ta. Chúng ta không sợ hãi, chúng ta đầy đủ những nghị lực chiến đấu lại, sống một mình để chúng ta thực hiện được độc cư. Cho nên như con voi to lớn, từ bỏ cả bầy đàn, thân thể được sinh ra to lớn tợ hoa sen. Đó, thân thể chúng ta mà được sinh ra như vậy á thì chúng ta phải thực hiện cái sự to lớn của nó, mà trong sạch của nó như một cái hoa sen, chẳng có sợ một cái gì cả hết. Đó, ở đây Phật ví thân thể được sinh ra to lớn như hoa sen, nghĩa là thân thể của chúng ta được sinh ra là người á, được sinh ra là người thì chúng ta phải biết nó, phải tạo nó cho nó thoát ly ra được, sống độc cư được, để cho nó thoát ly, nó ly dục ly ác pháp, nó thoát ly ra cái bầy đàn, cái tập thể của nó, để cho nó to lớn và nó thanh tịnh trong sạch như hoa sen. Còn nếu mà nó sống ở trong cái tập thể, cái xã hội á, thì cái xã hội là cái xã hội ô nhiễm, cái xã hội dục lạc, cái xã hội độc ác, cái xã hội ác pháp, thì không thể nào làm như cái hoa sen được. Cho nên từ ở trong những cái bùn nhơ, cũng như chúng ta đang sống ở trong một cái xã hội đầy bao nhiêu sự dẫy đầy bất công, bao nhiêu sự đau khổ, bao nhiêu ác pháp ở trong đó, thế mà chúng ta vượt ra sống độc cư một mình thì đó là tợ như hoa sen. Thân thể chúng ta sinh ra trong một cái tập thể, nhưng chúng ta thì vượt ra cái tập thể ô nhiễm, cái tập thể quế trược, cái tập thể ác độc, cái tập thể ác pháp, thì lúc bây giờ chúng ta như là một cái hoa sen vượt lên trên mặt nước, vượt lên trên bùn hôi thối của nó. Đó, vì khi mà vượt ra được như vậy đó thì chúng ta mới sống cái hạnh độc cư. Mà sống cái hạnh độc cư thì chúng ta nỗ lực thực hiện con đường tu tập, các pháp môn Phật đã dạy tu tập, thì đó là tùy theo sự thích thú. Bây giờ mình muốn, trên cái muốn của mình là muốn giải thoát, cho nên mình tùy theo cái sự tu tập của mình, nó tạo cho mình có những cái an lạc, vui thú của cái sự độc cư.
Còn nếu mà chúng ta tìm không thấy được cái sự an lạc vui thú trong hạnh độc cư thì khó mà chúng ta ly dục ly ác pháp. Chúng ta trở về cái dục lạc của thế gian. À, sống tại chỗ rừng núi nghĩa là chúng ta sống ở chỗ nào yên ổn, độc cư một mình, không có sống ở trong cái thành phố hoặc thành thị, cái làng, cái xã, cái ấp có nhiều người, như vậy là không đúng cái hạnh độc cư, không có sống đúng cái hạnh độc cư. Mà muốn sống đúng cái hạnh độc cư thì như ngọn voi sống ở tạm cái chỗ rừng núi xa vắng nào đó, rồi tùy theo các pháp mà nỗ lực tu hành thì nó đem lại cái sự trầm lặng, cái sự an vui, cái sự ly hỷ, ly các cái trạng thái dục, ly các ác pháp được rồi thì nó có cái hỷ lạc do cái sự ly dục này mà nó sinh ra, làm chúng ta thấy thích thú an lạc trong cái độc cư của chúng ta. Cho nên ở đây Phật khuyên cho chúng ta thì hãy sống riêng một mình như trên ngưu mộc sự. Đây thầy xin nhắc lại cái bài kệ 20, như con voi to lớn từ bỏ cả bầy đàn đó. Thì cũng như chúng ta từ bỏ cái xã hội của chúng ta, xã hội là người ô nhiễm, quế trược, hung dữ, hung ác. Thân thể được sinh ra to lớn, tở hoa sen. Thân thể của chúng ta được sinh ra ở trong cái bùn, trong cái nhân quả, đầy những cái ác trược, đầy những cái hôi thối, đầy những cái bẩn thỉu mà chúng ta vượt ra cho được thì như là một cái hoa sen to lớn, rất là thanh tịnh. Rồi tùy ở nơi trong rừng yên tặng, nơi cái chỗ mà độc cư một mình đó, tùy theo những cái sở thích của chúng ta mà chúng ta thực hiện con đường tu tập. Hãy sống riêng một mình như tê ngư một sức đó. Thì quý thầy đã thấy, các con đã thấy được cái lời Đức Phật dạy ở trong cái bài kệ 20 này. Chúng ta vượt ra khỏi bầy đàn, tức là chúng ta vượt ra khỏi xã hội, của sự trói buộc, của gia đình, của xã hội, của mọi người, để chúng ta thực hiện cái sự sống độc cư, cái sự sống riêng một mình, để chúng ta thực hiện con đường giải thoát của đạo Phật ly dục ly ác pháp. Đó là cái bài kệ 20. Cái bài kệ 21, thầy xin đọc cái bài kệ 21. Ai ưa thích hội chúng, người ấy khó tu hành, làm sao chứng niết bàn, giải trừ các cảm thọ, cân nhắc lời giảng dạy, từ bỏ nơi đông đảo, hãy sống riêng một mình như tê ngư một sừng. Đó. Bài 21 này á, Đức Phật xác định rất rõ ràng để cho thấy cái người mà tu theo đạo Phật á phải thực hiện cho bằng được những cái hạnh độc cư. Nếu mà cái người mà ưa thích vui ở trong những các hội chúng, sống ở trong cái tập thể của xã hội có nhiều người, thì người ấy khó mà tu hành theo con đường của đạo. Đức Phật đã xác định như vậy này. Đây thầy đọc hai bài kệ, hai câu kệ đầu á. Ai ưa thích hội chúng, tức là hội họp, thích quay hát, thích chơi, thích bạn bè, thích này kia, thích nói chuyện này chuyện kia với người này người nọ kia, người ấy khó tu hành, người ấy không tu hành được. Nói khó có nghĩa là tu không có được. Cho nên cái người mà thích mà sống một mình, thích trầm lặng thì cái người tu được. Mà cái người mà thích vui, thích hội chúng, thích hội họp, thích đi chơi chỗ này chỗ kia, ngồi tu vài bữa, thích đi chỗ này chỗ kia cho nó thoải mái thì cái người là tu không được. Người đó phải nói rằng cái người đó không có duyên tu theo đạo Phật. Cho nên khi mà chúng ta biết được cái tâm trạng chúng ta mà thích mà thú vui chơi như vậy thì chúng ta đừng có theo đạo Phật mà tu, vì chúng ta có tu cũng chẳng tới đâu hết, mất thì giờ vô ích, bỏ cuộc đời chúng ta cũng chẳng ra gì hết. Cho nên người mà thích vui là cái người thích hội họp, thích nói chuyện, thích mà đi chỗ này chỗ kia, thì cái người đó là cái người không thể theo con đường của đạo Phật được. Cho nên Đức Phật xác định làm sao chứng niết bàn, giải trừ các cảm thọ, nghĩa là làm sao mà chúng ta chứng được cái chỗ mà giải thoát đâu, làm sao mà chúng ta giải trừ các cảm thọ chúng ta được. Các cảm thọ, thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, quá khổ, thì tất cả những cái cảm thọ này nó làm chúng ta đau khổ, ham thích, tất cả những cái này đem đến cho chúng ta bao nhiêu là sự đau khổ. Mà nếu mà chúng ta thích hội họp như vậy thì chúng ta không thể nào mà giải trừ được cái cảm thọ này, các cái đau khổ này. Cho nên chúng ta không thể nào mà đi vào con đường giải thoát của đạo Phật. Cân nhắc lời giảng dạy, từ bỏ nơi đông đảo, nghĩa là qua cái những cái bài kệ của Phật, chúng ta phải cân nhắc cho kỹ lưỡng những cái lời giảng dạy này, những cái lời mà giảng dạy của Phật, những cái bài kệ của Phật nhắc đi nhắc lại, cân nhắc cho kỹ. Nếu mà chúng ta đã quyết tâm theo con đường của đạo Phật để tu hành giải thoát thì chúng ta phải từ bỏ những cái nơi đông đảo, từ bỏ hội họp, từ bỏ nói chuyện, từ bỏ tất cả mọi cái vui của thế gian,
thì chúng ta mới có thể thực hiện được con đường tu hành giải thoát của đạo Phật. Nghĩa là chúng ta có sống độc cư thì chúng ta mới có ly dục ly ác pháp được, mà không có sống độc cư được thì không có bao giờ ly dục ly ác pháp được, mà không ly dục ly ác pháp được thì không bao giờ mà chúng ta đạt được cái mục đích của đạo Phật được. Đó, thì cái bài kệ thứ 21 thì Phật khuyên cho chúng ta: ai ưa thích hội chúng, người ấy khó tu hành. Làm sao chứng niết bàn, giải trừ các cảm thọ, cân nhắc lời giảng dạy, từ bỏ nơi đông đảo, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Quý thầy và các con nghe chỗ này mà cố gắng thực hiện, đừng có lơ lỏng, đừng có dễ vui với mình mà uổng một cuộc đời, uổng thân làm người. Được thân là khó, được Phật pháp còn khó hơn. Biết được như vậy, chúng ta hãy khắc phục mình, phải đem đầy đủ nghị lực chiến đấu để sống độc cư, đừng có sống vui theo thế gian. Vì có sống độc cư, chúng ta mới thực hiện được sự giải thoát thân tâm mình. Đây là lời thầy nhắc lại lần nữa. Bài kệ thứ 22: muốn giải thoát vượt khỏi các tri kiến hí luận, phải quyết định độc cư, chứng đắc được con đường, nơi đây trí được sanh, không cần nhờ người khác, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Cái bài kệ thứ 22 này, các thầy và các con thấy Đức Phật khuyên với chúng ta muốn giải thoát vượt khỏi các tri kiến hí luận. Nghĩa là chúng ta muốn mà được giải thoát thì chúng ta phải ra khỏi các cái tri kiến hí luận. Nghĩa là cái chuyện nói luận cái này bàn cái kia, vui chơi thỏa thích thì hầu hết là con người khoái nói chuyện cho nó vui vẻ, thấy bằng thế này bằng thế khác. Cho nên Đức Phật gọi đó là những cái tri kiến hí luận. Nói chuyện đông, chuyện tây, nói chuyện chính trị, nói chuyện làm ăn, nói chuyện mùa tiết, nói chuyện thời tiết, nói chuyện thiên văn địa lý, nói chuyện khoa học, nói cái này cái kia, đều là những cái hí luận, nó không có lợi ích thiết thực cho chúng ta. Những cái hí luận này nó chỉ đem cho chúng ta thêm vào những cái tâm trưởng dưỡng những cái dục, cái lòng ham muốn chúng ta hơn lên, nó không có lợi ích cho chúng ta thiết thực. Vì thế mà chúng ta phải khắc phục mình, phải nỗ lực thật sự để mà tiêu diệt các cái tri kiến hí luận này. Nghĩa là từ đây chúng ta sống độc cư thì chúng ta đâu còn hí luận với ai. Cho nên chúng ta phải quyết định độc cư. Ở đây Phật cái câu kệ mà thứ ba trong cái bài kệ 22 này thì Đức Phật phải quyết định độc cư. Nghĩa là chỉ có độc cư thì mới có giải trừ được cái tri kiến hí luận, mới vượt khỏi được cái tri kiến hí luận. Còn nếu không thì cái bản chất tánh nào tật nấy của chúng ta nó quen đi, gặp ai thì chúng ta cũng nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ để vui chơi, thì đó là những cái hí luận. Bàn thiền luận đạo nói kinh cũng đều là những cái hí luận, chứ không phải là cái không hí luận. Vì chúng ta có sống độc cư thì chúng ta mới không có hí luận. Mà không sống độc cư thì dù bây giờ chúng ta có nói kinh nói sách gì mà đúng đắn đi cho mấy thì nó cũng là thuộc về là hí luận. Bởi vì sống độc cư thì đâu còn ai mà cũng chúng ta mà nói chuyện. Mà không còn ai nói chuyện thì chúng ta mới thực hiện được con đường giải thoát. Còn nếu mà không có sống độc cư được thì chúng ta phải có người này, có người kia, có bầu, có bạn, rồi có nói chuyện này, chuyện kia. Do đó, những cái nói chuyện đó đều Đức Phật gọi là hí luận. Cho nên không có thể nào mà chứng đắc được con đường mà giải thoát được. Phải quyết định độc cư, chứng đắc được con đường. Nghĩa là chúng ta phải nhất định là phải độc cư thì chúng ta mới có thể được cái con đường thoát của đạo Phật. Từ cái chỗ mà chúng ta sống độc cư đó, cái sống độc cư đó, cái trí tuệ chúng ta, cái tri kiến giải thoát chúng ta nó mới được phát sinh. Cái trí tuệ chúng ta mới được phát sinh. Nếu mà chúng ta không sống độc cư thì cái tri kiến hí luận nó càng ngày nó tích tập những sự hiểu biết của chúng ta bằng cái vay mượn của kẻ khác, bằng cái đồn giải của người khác. Còn chúng ta sống độc cư thì do đó chúng ta mới có cái tâm thanh tịnh yên lặng, nó mới có tâm định tĩnh. Từ cái định tĩnh đó, cái trí tuệ chúng ta nó mới được phát sinh, nó mới triển khai, nó phát sinh ra. Từ đó chúng ta mới thấy được cái tri kiến giải thoát, nó đưa đi đến chúng ta sống trong một cuộc đời không còn ham muốn một cái gì nữa, buông xả hết, không còn một vật gì để ràng buộc trói buộc chúng ta được. Cho nên khi mà chúng ta sống độc cư thì chúng ta chẳng cần một người nào khác nữa. Chẳng cần một người nào khác hơn hết.
không có cần cái người nào mà dạy chúng ta tu hành nữa. Chỉ cần sống độc cư là chúng ta có thể, từ đó mà chúng ta có thể thấy được cái tri kiến của chúng ta phát sanh, thì chúng ta thấy được con đường tu hành vậy thôi. Chúng ta sống độc cư trong 1 năm, 2 năm cho đến 10 năm, không có tiếp duyên với ai cả, thì từ đó chúng ta mới thấy được cái trí tuệ phát sanh của chúng ta vô cùng vô lượng, nó nhắm vào cái tâm hồn của chúng ta để đưa chúng ta đi đến cái chỗ giải thoát hoàn toàn chính đắc trên con đường của đạo. Dù thiền định nào nó cũng đều thông suốt. Cho nên Phật khuyên hãy sống riêng một mình như thiên ngư một sức. Đây thầy đọc lại cái bài kệ 22 để cho quý thầy thấy cái lời của Phật dạy rất là thấm thía. Muốn giải thoát vượt khỏi các tri kiến hí luận, phải quyết định độc cư. Ba câu kệ này thì Đức Phật đã quyết định cho chúng ta muốn mà thoát ra khỏi những cái tri kiến dai mượn, cái tri kiến hí luận, cái lời nói vui theo dục lạc của thế gian thì phải quyết định là phải độc cư. Mà khi độc cư được thì mới chứng đắc được con đường giải thoát. Đây, chứng đắc được con đường nơi đây trí được sanh, Đức Phật xác định chỉ có độc cư thì mới chứng đắc được con đường giải thoát, thì nơi chỗ đó thì trí tuệ mới được sanh, không cần nhờ người khác, nghĩa là không cần ai mà khai ngộ chúng ta, chỉ chúng ta sống đúng độc cư là tự nó đã có những cái trí tuệ phát sanh, cho nên đâu cần người nào mà khai ngộ mình cũng được giải thoát như thường. Cho nên hãy sống riêng một mình như tê ngư một sừng. Bây giờ thầy xin đọc tiếp cái bài kệ thứ 23. Không tham, không lừa đảo, không khát vọng dèm pha, mọi si mê ác trược được gạn sạch quét sạch. Tất cả trong tất cả các pháp, không tham ái ước mong, hãy sống riêng một mình như tê ngư một sừng. Nghĩa là chúng ta sống riêng một mình, sống độc cư, sống thầm lặng một mình thì chúng ta mới không có tâm tham, mới không có sự lừa đảo, mới không có khát vọng, mới không có dìm pha mọi si mê ác dược, thì mọi si mê nó mới phá sạch, nó không còn những cái ác dược nữa. Và nhờ sống độc cư đó mà nó được gạn sạch và quét sạch trong tất cả các pháp, không tham ái ước mong. Nghĩa là tất cả những cái pháp thế gian nó được gạn lọc và quét sạch là nhờ sống độc cư. Nếu chúng ta không sống độc cư thì khó mà có thể gạn lọc được những cái tâm tham ái này, cái tâm lừa đảo này, cái tâm khát vọng này, cái tâm dìm pha này, cái tâm ác trược này, cái tâm si mê này đó. Cho nên tất cả những cái tâm này mà nó được quét sạch đều là phải do nhờ cái sống độc cư, sống một mình. Mà nếu không sống một mình thì chắc chắn là không bao giờ mà quét sạch những cái tâm này ra được. Mà không quyết sạch những tâm này ra được thì khó mà có thể tìm lấy con đường giải thoát của đạo Phật được. Quý thầy hiểu chưa? Cho nên cái bài kệ thứ 23 này Đức Phật xác định chỉ có sống độc cư thì mới quyết sạch được cái tâm mà thế gian, cái tâm khát vọng, cái tâm dìm pha, cái tâm lừa đảo, cái tâm tham muốn, cái tâm si mê, cái tâm ác trược. Nếu mà không sống độc cư thì không thể nào quyết sạch. Thầy xin đọc lại cái bài kệ thứ 23 để cho quý thầy hiểu cho rõ ràng. Không tham, không lừa đảo, không khát vọng dìm pha, mọi si mê ác trược được gạn sạch quét sạch trong tất cả các pháp, không tham ái ước mong, hãy sống riêng một mình như thiên ngu một sừng. Chỉ có sống riêng một mình thì mới quét sạch được những cái này. Muốn được mà quét sạch cái này thì chúng ta hãy sống riêng một mình, cố gắng sống một mình thì nó sẽ quét sạch. Đó là bài kệ thứ 23. Bài kệ thứ 24: với bạn bè độc ác, hãy từ bỏ lánh xa.